và chỉ những câu hỏi nào về thiền tông thì ba ông chị sẽ trả lời dần dần trong các buổi giải đáp. Thì mong các vị cứ tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube của chùa để mà theo dõi những câu hỏi trả lời đó. Thì đầu tiên buổi giải đáp ngày hôm nay xin mời anh Nguyễn Hoàng Trương ở Mỹ có những câu hỏi đáp chất vấn. Xin mời anh tới bàn tham vấn ạ. Alo, kính thưa bác Nguyễn Nhân, con là Nguyễn Hoàng Trương, sinh năm 1970 ở Hoa Kỳ. Hôm nay con có 8 câu hỏi, xin bác vui lòng trả lời cho con. Con hỏi đi. Dạ, câu hỏi thứ 1. Cốt tỷ đạo Phật là giải thoát. Thầy giảng đạo Phật không biết cốt tỷ này mà đi giảng đạo Phật cho người khác nghe. Như vậy có bị nhân quả không thưa bác? Cái nếu mà giải cho người khác nghe đó mà không lấy tiền, không sao. Mà chỉ tính cách tổ chức mà giảng để mà kiếm tiền thì bị nhân quả. Đó, chắc chắn là bị nhân quả. Cái này đó, nó thuộc về cái tội lừa đảo đó, chứ không bị nhỏ đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ hai của con. Ở trái đất này có mấy loại nhân quả thưa bác? Trái đất này nếu mà nói thì nhân quả rất nhiều. Nhưng mà cơ bản á, thì nó có hai cái nhân quả cơ bản thôi. Còn nếu mà phân tích ra rất nhiều. Cơ bản á, ví dụ trái đất này là nhân quả gia đình. Ở trong gia đình á, cứ làm cái luân hồi đầu thai này làm vợ chồng, con cháu, cha mẹ, ông bà, cứ vậy cứ quay hoài trong gia đình đó, gọi là nhân quả gia đình. Còn mà nhân quả người tu á, cái người tu á, anh tu để được cái gì? Có nhiều khi cái anh tu để lên trời mà anh không lên trời, anh dụ người ta lấy á, thì nó có hai con đường đi. Một là làm qua báo, hai là xuống địa ngục. Đó, nó cơ bản đấy. Còn nếu mà cái về mà cái nhân quả của người tu á, nó có cái siêu nhân quả nữa. Đó, cái siêu nhân quả nó xuống cái hầm lửa lớn đó. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường nói cái câu này. Bởi vì tu bất cứ đạo đừng có dính vào cái siêu nhân quả. Thà là mình dính vào cái qua báo hoặc địa ngục thì nó có ngày lên, còn siêu nhân quả là kể như hết lên luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi kế tiếp của con là đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, cớ sao chùa Thiền Tông Thân Diệu phổ biến ra, được chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép công bố ra, nhưng tại sao có nhiều thầy chửi, cớ sao có chuyện lạ đời như vậy thưa bác? Cái phần chửi này là nó chỉ một số nhỏ thôi. Là ai chửi? Nếu mà nghe người mà thầy, vị thầy nào mà tu nghe nó giải thoát, giác ngộ giải thoát thì người ta ủng hộ. Mà mấy cái ông thầy cúng không chịu. Bởi vì giác ngộ giải thoát thì nó không có cúng. Nếu cúng nó thuộc về tu giải thoát mà mình cúng nó thành ông thầy cúng rồi, thì mấy cái người này chống đối thôi. Cái đó cũng không sao. Cái đó là tự nhiên mà. Bây giờ con suy nghĩ nè, ngày xưa Đức Phật nói cái này nó cũng không được. Ông Phật nói cái này người ta cũng không chịu. Rồi các tổ vậy, các tổ nói này người ta cũng không chịu. Cho đến nỗi vua Trần Nhân Tông nói mà người ta cũng không thèm nghe nữa. Thấy không? Bởi vì vua Trần Nhân Tông nói này ổng được, thành ra ổng phải lên núi Yên Tử. Ổng không dám ở Hà Nội, ổng lên núi Yên Tử. Ổng dạy ai gan trèo lên ổng nói cho nghe. Thấy không? Đó, cái tại vì người ta chửi là kêu mà người ta đang làm ăn, làm cái nghề người ta làm ăn, mà cái Thiền Tông này ra đời nó phá thì ta chịu nổi ta chửi thôi. Đây là cái tự nhiên của cái thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ 4 của con. Thưa bác, ở trái đất này nhân quả người không tu và người tu có khác nhau không thưa bác? Có chứ. Nhân quả người không tu thì là gọi là nhân quả gia đình, họ tộc. Còn cái nhân quả người mà tu, anh tu là anh tuyên chiến với nhân quả đó. Tu trái đất này gọi là tu để được cái gì mà anh không được là anh coi chừng nó đi sai, gọi là tuyên chiến với nhân quả, nó khác ở chỗ đó. Bởi vì cái ông Phật á, ông lập cái đạo á,
cho phép tu. Năm pháp được quyền tu, một pháp không tu, một pháp không tu để không bị nhân quả thôi chứ không có gì trời. Đó, thì nó khó chỗ này. Bởi vì trái đất này mà tu là bị nhân quả. Tu là sao? Tu anh muốn đi đâu mà anh không lên được đó, thì anh làm tầm bậy, thì anh làm sai, là bị nhân quả nó sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ năm. Thưa bác, thầy đi giảng đạo Phật mà không biết giác ngộ giải thoát là gì mà đi giảng đạo cho người khác nghe, có bị nhân quả gì không thưa bác? Cái này nếu nói ra để mà giảng á, mình nhiệt tình mình giúp người ta đó, đừng có lấy tiền thì không sao, mà mình lấy tiền thì nó siêu nhân quả. Vì trong kinh Đức Phật thường nói câu này, một hạt cơm của đàn na thí chủ cúng cho các vị thầy nó nặng hơn cái núi tu vi tu di đó. Nặng ghê lắm, thấy không? Thì mình phải hiểu cái này. Vì trong đạo Phật giải thích cái nhân quả ghê là ghê gớm lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mà hiện nay á, cái Thiền Tông ra đời nó để là công bố cái đạo Phật ra, chứ ngày xưa giờ chưa ai biết cái đạo Phật tu cái gì, hoàn toàn không biết. Người ta không biết đạo Phật tu cái gì, đơn giản là không biết ông Phật là ai nữa, thấy không? Rồi không biết ông Phật dạy cái gì nữa, mà không biết ông Phật dạy mấy pháp môn nữa, nó kẹt vậy đó. Thì bây giờ là tới cái đời mạt thượng pháp này, đạo Phật cho công bố ra để mà nói rõ rằng đạo Phật, công thức tu của đạo Phật nó có 6 con đường đi lục đạo, ai muốn đi đâu đi, có công thức đi đàng hoàng. Vì thế mà hiện giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có nhiệm vụ là phải nói cho rõ là cái đạo Phật là ai lập ra, thời gian là bao nhiêu và nhân quả như thế nào. Đặc biệt cái đạo Phật thì nó có pháp môn thứ 6 là gọi là khoa học vật lý, tất nhiên giải thích từ con người, vạn vật, trái đất, Phật giới, tam giới, càn khôn vũ trụ, giải thích bằng khoa học vật lý, không phải là giải thích mù mờ. Đó, cái đạo Phật nó là vậy, công bố ra là cái vật, công bố ra là gọi là khoa học vật lý, chứ không phải là cúng tụng lại lục cầu sinh ai ở trái đất này hết. Trái đất này gọi là ngũ thú tập cư, người thần thánh tiên ngạo quỷ không cầu ai trên này hết. Cái pháp môn thứ 6 này là Đức Phật chỉ con đường đi ra đi về. Nếu mà con có nghe cái bài mà kia bằng dẫn dò đường về Phật giới đó, có một cái tánh Phật vô địa ở 38 tỷ năm, 4 trái đất, có nghĩa là 3 trái đất bị rã, đi qua trái đất thứ 4 mới về được. Còn thời gian bao nhiêu? Nó rất khó. Vì cái đạo Phật đó là nó thật ra đạo Phật từ trước tới giờ không ai biết tu đạo Phật để tu làm sao, hoàn toàn tu tưởng hết. Mà bây giờ nói ra đó thì người ta chửi thầy đứng đương nhiên rồi, không sao. Bây giờ cái này ông Phật nói là phổ biến ra là Phật người ta chửi, con đừng có buồn. Thì con buồn thì Như Lai không có giàu đâu, thấy không? Các đời tổ không ai dám nói này, vua Trần Nhân Tông còn không dám hó hé tới cái giải thoát này, chứ đừng có nói chi mà dạy. Mà cái chùa Tân Diệu này không biết sao bà Thảo á, Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo gan như thế nào. Mà hồi đó là giao cho bác mới có 20 tuổi, chắc có lẽ hồi đó bác còn ngu lắm, nghe nói gì á cũng nhận đại, rồi bây giờ chửi đáng chịu chứ nói sao vậy. Vì thế mà Thiền Tông vừa công bố rằng chửi ghê lắm. Mà thôi, đã mình hứa rồi thôi, chửi có buồn không? Không. Thì muốn chửi nhiều chửi, đâu có sao. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ 6. Thưa bác, trong đạo có danh từ siêu nhân quả. Vậy, người này làm gì mà bị siêu nhân quả, thưa bác? Cái chữ siêu nhân quả này nó lấy ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái câu thế này nè. Các môn đồ chửi Như Lai, tội không nặng bằng khinh chê cái Thiền Tông này, hoặc là triệt tiêu cái Thiền Tông này. Người nào mà cấm đoán triệt tiêu chửi phá đều vô hầm lửa lớn hết, gọi là siêu nhân quả. Còn nếu mà nhân quả thường thì chỉ xuống 18 tầng địa ngục là hết mức rồi.
rồi dần dần 18.000 năm, cứ 1.000 năm thì nó trồi lên một đất. Mà bây giờ chửi chê cúp phá triệt tiêu thiền tông, cấm đoán thiền tông bị siêu nhân quả. Để ý đi, tất cả những người nào mà chấm đối triệt tiêu này kia nọ thì không thời gian không lâu, mình không ấn định được thời gian bao nhiêu. Nhưng mà trong này nó có nhiều cái mà mình phải biết á. Người chống đối là nhiệm vụ, người ta chống đối nha, có nhiều người họ chống đối bằng nhiệm vụ. Giống như trong kinh Diệu Pháp đi qua, cái bà đề bà đặt ra chống Đức Phật, đây là cái nhiệm vụ của bà để mà thử thách Đức Phật, thấy không? Đó thì trong cái này nó cũng có cái dạng này. Rồi thành ra có thuận, thiền tông ra đời nó có cái thuận mà nó có nghịch, các bạn có thấy người ta chửi mà có nhiều khi chửi và vì nhiệm vụ người ta chửi. Chứ rồi có nhiều người mà họ làm ăn thất bại họ chửi. Đó, làm ăn thất bại chửi là bị siêu nhân quả, còn nhiệm vụ chửi không sao. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ 7. Thưa bác, người thích cầu sinh và lại lục người khác có nên tu theo đạo Phật, khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, thưa bác? Này kém quá, trí óc kém quá, không nên tu. Vì cái đạo Phật này là đạo Phật khoa học, gọi là đạo Phật khoa học vật lý. Còn người mà kêu bằng cầu sinh lại lục là kém quá, cái đầu óc cái còn ấu trĩ quá, không nên tu cái này. Tu cái này là nguy hiểm luôn. Tu rồi vô rồi chê chửi này kia nào, nó kẹt vô cái nhân quả, cái siêu nhân quả này, thấy không? Nếu mà người nào mà cứ cầu sinh lại lục, thích linh thiêng quyền bí mà tại ta không hiểu cái tổ chức của cái đất này, vì ta mới cầu sinh vậy thôi. Chứ bà hiểu rồi thì ai cầu sinh? Bây giờ thiền tông ra đời ai cũng có tánh Phật, ai cũng có vậy. Chỉ con trâu con bò nó vẫn có đó, nhưng mà tại vì cái nhân quả nó phải làm ở này. Lại gì? Thấy không? Bây giờ ai cũng như ai. Bởi vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có nói là ta thành Phật, các ông bà cũng thành Phật như ta. Trời ơi, ai cũng có tánh Phật mà. Mà vô đây là người này lãi người kia làm sao? Bởi vì hồi xưa trước khi vô đây thì ai cũng tánh Phật nhau, không có nam nữ. Nhưng mà vô đây định hình, nó phải định hình nam nữ để rồi nó sống trong cái thế giới vật lý này. Thì bây giờ đàn ông đàn bà cũng giống nhau, ai cũng có tánh Phật. Mà khi đã về Phật giới rồi đó thì nó vào trong cái bầu gọi là hoàng Phật giới á. Vào trong cái bầu của nó hút cái điện từ âm dương của cái tánh á. Thì người nam là dương, nó hút ngược ở lại rất là. Người nữ vậy thì trở thành tánh Phật thôi. Nhưng mà vô đây tạo được công đức thì tạo được cái kim thân Phật. Bên ngoài là tạo được cái pháp thân, giống như cái áo mình á, để mặc cho một kim thân Phật. Tánh Phật chui vô cái kim thân Phật này mới thành Phật. Đó. Mà cái hạt công đức thì duy nhất thì ở trái đất nó mới có thôi, còn ở Phật giới nó không có. Phật giới thì nó có cái hạt âm và hạt dương. Còn ở trong thế giới vật lý này nó có tới 12 hạt. Mà trong có cái hạt quý diệt đó là cái hạt Black Ma đó, mà Đức Phật gọi là cái hạt dung nạp đó. Nó hốt hết cái, ví dụ giờ muốn nói về cái sức nóng thì nó hốt cái hạt nhiệt vô, nó nén vô 1.000 độ, nó nổ, nó kích hoạt, nó nổ lên 1.000.000 độ, gia tăng sức nóng vậy đó. Đây là cái thế giới vật khoa học vật lý á. Khoa học vật lý nó làm cái này để chi? Nó vừa giúp cái con người sống và đồng thời cũng giúp giết con người luôn. Nó có hai con dao này, sử dụng được mà có thể sử dụng giết người được. Đó là con dao khoa học, đó là vậy đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi cuối của con là: thưa bác, xin bác giải thích nhân quả họ tộc và nhân quả người tu khác nhau chỗ nào, thưa bác? Nhân quả họ tộc là ví dụ cứ là mà cha ông bà cha mẹ con cháu cứ quay vòng tròn. Ví dụ cái đời này con đẻ ra đứa con thì bây giờ con phải để lại cho nó chứ gì. Nhưng mà nó cũng sẽ để lại gia tài lại cho con thì nó sẽ quay lúc, bởi vì khi làm cha rồi khi làm con khi làm cháu đó, để chi nó quay trong cái họ tộc này nè, thấy không? Chứ người lạ làm sao giao, gọi là nhân quả họ tộc.
gia đình, anh em, cha mẹ, chị em đánh lộn nhau cũng cái nhân quả này, nhưng mà nó nhẹ, thấy không? Nó sẽ xóa trong vòng 100 năm thôi. Còn cái nhân quả mà cái người tu á, là nhân quả người tu đi hai con đường. Một là qua báo, hai địa ngục. Nếu anh, nếu đạo Phật là tu lên cực lạc, lên nước cực lạc, anh tu cho đúng thì lên nước cực lạc hưởng 10.000 năm. Còn nếu anh tu sai thì anh lợi dụng cái tịnh độ này nè, anh lấy tiền người ta, lấy tiền bằng một cách mà không có hù á ha, thì là qua báo. Còn lấy tiền mà bằng một cách là hù người ta, hoặc là nói hơn cái hiểu biết của mình, thì địa ngục chắc chắn 100%. Vì trong cái kinh đó, Trình Nhân Quả nói rất rõ về cái nhân quả của người tu và người không tu. Nó rất rõ ràng vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Câu hỏi con đã hết. À, sao cảm ơn con hỏi ra những câu hỏi rất hay. Thưa bác, có cụ Vũ Thị Lạch, sinh năm 1935, ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cụ này mấy tháng trước là đã cứng hàm, chân tay lạnh hết, còn mỗi cái đầu. Có hai cô con gái, một cô theo Tịnh Độ Tông, đưa đài A Di Đà Phật để đầu giường cho cụ nghe, cụ lắc đầu. Cô thứ hai tu Thiền Tông, đã đạt bí mật Thiền Tông rồi, đưa đài Thiền Tông cho cụ nghe được hai hôm là cụ tỉnh dần, chân tay cử động và xua mọi người ra để cụ nghe đài. Thế là cụ sống khỏe, đi lại và trèo được cả lên tầng trên. Bà nụ cho cụ nghe đường về Phật giới. Cụ nghe hôm qua, con gái cụ phát hiện trên giữa ấn đường của cụ tự nhiên có nổi lên một chữ Nho. Rồi đến chiều tối, thấy cụ tự nhiên nấc lên mấy cái là từ từ cụ tắt thở. Con gái kiểm tra, sờ cụ lạnh từ chân lên đỉnh đầu nóng ran, một lúc mới hết nóng. Vậy thưa bác, cho cháu hỏi là trường hợp này cụ có được giải thoát không? Vì chỉ có con gái cụ làm công đức thôi, chứ cụ chưa làm công đức nào cả mà lại nóng ở đỉnh đầu. Xin bác giải đáp cho cháu và mọi người đều biết ạ. Bây giờ cái câu mà sau kiếp người đó, kêu bằng đảnh giải thoát, mặt mắt xanh xiên, hơi nóng lên đầu là giải thoát. Mà hơi nóng ở trên cái mặt xanh lên trời, thấy không? Đảnh giải thoát, mặt mắt xanh thiên, ngực làm thần, tim làm người, bụng làm ngạ quỷ, đầu gối làm súc sanh, bàn chân địa ngục. Đó là lấy cái công thức này. Đây là cái kinh trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói rất rõ. Thì xét về cái trường hợp của cụ này á, thì đảnh giải thoát, chắc chắn là cụ giải thoát. Nhưng mà có một điều thế này nè. Là gì á, tất cả những người mà tu Thiền Tông đã có công đức trước rồi mới vô được. Còn không có công đức hoàn toàn không dám vô cái Thiền Tông này. Vô Thiền Tông này. Nếu mà có công đức thì cái loại âm á, nó sợ, nó không vô. Còn không có công đức cái loại âm mà nó ẩn rồi đó, nghe tới Thiền Tông là nó chửi liền. Nó phải hiểu cái cơ bản này. Còn bây giờ á, cụ mà cụ mất, cụ sắp mất, nhưng mà cụ được trở sống ra lại, thì nó có cái trường hợp thế này nè. Ai quản lý mà ai quản lý cái người đó là do thần quản lý. Biết bả đó có công đức về nhưng mà không mở được cái con mắt Phật, không thấy qua tiêu, không về được. Cho bà trả lời đi, bà lấy lớp vài bữa đó, bà nói gì nói tụi biết, bà người ta hiểu cái này thì bà có công đức rồi bà về, có vậy thôi. Vì thế mà cái chữ mà nó hiện ở trong cái ấn đường này nè, là báo tin sẽ biết rằng kêu Phật nhãn bà mở ra đó, thì bà đi ra được. Vì thế mà bà nhở được thì ông thần đồng ý cho bà đi. Vì thế mà bà mất. Chứ nếu mà có công đức mà bây giờ, hiện giờ cái thời buổi này là cái thời buổi của Đức Phật công bố cái công thức giải thoát ra rồi, người nào mà chỉ tạo ít thôi thì đi về. Tới bây giờ thì nói thật là mấy tháng này thì rất nhiều người họ về Phật giới.
mà cũng kiểm tra. Có nhiều người thì họ giảng sanh lên trời, có nhiều người họ giảng trên đầu, thấy không? Thành ra cái cụ này trả lời cho cụ này thì cũng chắc chắn 100% là về Phật giới. À, mà bởi cái này nó kêu bằng Đức Phật dạy bằng kiểm tra bằng khoa học chứ không phải là kiểm tra bằng mù mờ. Đó, thì mình cũng yên chí vậy đi. Giống như mấy tháng trước cụ Nguyễn Thị Dưỡng 93 tuổi, lúc bà mất bà 91 tuổi, xuống dưới bà sống lại. Bà sống lại, bà về bà kể lại chuyện đó. Thì cái, có nghĩa là ông bà có công đức mà không về được thì ông thần nói là bà muốn ở lại không? Ở năm hai năm kiếm công đức rồi về. Thì bà về, bà lên rồi bà tuyên truyền cái này gì đó, thiên trần người ta hiểu. Thì một người hiểu cái này thì bà có công đức, đơn giản vậy thôi. Thì bà về. Mà giờ rồi thì cũng kiểm tra, con bà kiểm tra là cũng cái hơi nóng lên đầu. Ha. Mà bà kêu đi cách tự nhiên. Nhưng mà nó có cái chỗ này, đừng có làm ở chỗ này nè. Cái người mà càng già đó thì cơ thể mình nó biến chuyển vật lý á, nhiều khi á nó nói không có được, nó nói không đúng. Nhưng mà đúng không đúng mà bây giờ cái hành động của bà mà người khác hiểu thì bà có công đức, đơn giản vậy thôi. Vì thế mà tất cả tính ra bữa nay là thì cũng phải 6-7 cái trường hợp mà người ta chết rồi người ta sống lại. Sống lại để ta tạo công đức cho người ta về. Nó 6-7 cái trường hợp này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Phật tử ở Gò Vấp xin hỏi. Câu hỏi 1. Thưa bác, bài dặn dò đường về Phật giới mới này, bác có nói Phật gia đã có công đức vô lượng, nay trở về Phật giới. Vị thần đã đọc trong Như Lai Tàng của vị này là đã luân hồi 38 tỷ năm. Vậy bác có thể cho con biết vị này là ai? Đã về Phật giới trước khi công bố huyền ký hay sau khi bác công bố huyền ký được không ạ? À? Cái phần này là công bố huyền ký, nó có. Là vì đây là những cái điểm đĩa kêu bằng điển hình của Đức Phật Thích Ca sắp xếp khi công bố cái huyền ký này ra. Tới một ngày nào thích hợp phải công bố này ra cho người ta biết. Thấy không? Bởi vì bà này có nhiều đời, bà bây giờ cái bà này là như thế nào? Bà này nằm là ai, cái dạng nào? Cái dạng thứ nhất đặt câu hỏi rất hay. Dạng thứ hai binh vực cái thiền tông này. Binh vực nghĩa là quên thân mình luôn á. Bởi vì binh vực mà rồi cái thiền tông này nó bây giờ tôi không nói, bởi vì này rắc rối. Chứ nếu mà không có những cái trường hợp này, thiền tông chết yểu liền. Chết yểu trong vòng 12 tháng liền. Mà giờ nó sống được 5 năm rồi. Người nào binh vực cái này thì người đó công đức vô lượng. Người nào cho phát ra cái giáo lý công đức gấp 10 lần cái vô lượng luôn. Nó thiệt là. Bây giờ tất cả như này, ví dụ mình ở đây anh em nói chuyện với nhau thì chỉ một người với một người biết thôi. Còn nếu mà đọc cái này mà cái anh nào mà hỏi, cái anh nào chị nào mà hỏi rất hay, nó phát lên mạng 5 phút sau cả thế giới nó biết. Rồi bao nhiêu người công đức thì nó có từng hạt, giống như cái hạt nguyên tử hoặc là cái hạt điện tử ở trong không gian này đó, nó sẽ tải vào. Mà những người công đức vô lượng là để làm cái gì? Về Phật giới đi chu du trong các cái càn khôn vũ trụ tìm cái hành tinh chưa tịnh độ mà chưa có thật là quản lý để mà thu nhận cái hành tinh này thành lập ra cái nước tịnh độ. Tất cả những người có công đức vô lượng đều lập quốc tịnh độ được hết. Đó. Mà cái thế này nè, thì cái trường hợp này nó sẽ xảy ra trong vòng khi công bố huyền ký được 3 năm thì cái chuyện lại có. Nhưng mà giờ không thể nói là chính xác được. Bởi cái này là mình không được quyền nói cái này. Mà những cái gì mà Đức Phật đưa ra thì mình chỉ biết lương theo đó mình nói thôi, chứ không có được quyền nói sớm. Kể cả các tổ không được quyền nói cái này. Mà tất cả những người nào mà được công đức vô lượng mà nếu mà nói rồi bị bôi đen liền nha, có chừng đó. Thấy không?
Đó, phải chú ý chỗ này nè. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ hai. Thưa bác, một vị Phật gia mà cướp phá triệt tiêu pháp môn thiền tông này rồi mà không muốn vào hầm lửa sống, nên quay lại xin vị ngạ quỷ chúa vào làm con cháu lời cô hồn. Vậy vị ngạ quỷ chúa này nhận ngay hay không phải đưa rõ điều kiện gì nữa không ạ? À? Đương nhiên rồi, vô loại ngạ quỷ không phải dễ đâu. Anh mà hết đường đi mà vô đây là nó đặt điều kiện anh tối đa luôn. Thấy không? Vô loại ngạ quỷ. Anh vô đây, anh không vô thì anh làm con vi trùng á, anh thọ nghiệp hết xong rồi làm con vi trùng là khỏi trả lại luôn. Thì bây giờ muốn tránh cái nạn này thì sao? Thì vô điều kiện khắc khe lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Vô loại ngạ quỷ thì không phải đơn giản. Vì thế mà loại ngạ quỷ nó mới sắp xếp hai cái loại. Một là loại thập thánh và thập cô hồn. Ngạ quỷ được quyền nó có cái thập thánh của nó, thấy không? Mà ngạ quỷ nó không có loại thập cô hồn. Mà thập cô hồn nó có chia từng bang của nó. Nó đi vô trong cái bang mà dữ dội nhất á. À, nếu mà vô mà xuống hầm lửa lớn mà không vô thì phải vô ở đây này, vô cái bang gọi là thập loại loại của hồn, cái loại đặc biệt nhất, giống như mà thế gian là kêu bằng mấy cô hồn, mấy cái người cô hồn mà nó là anh phải sai cái gì phải làm ở đấy, không được quyền cãi, giống như cái công cụ à. À, muốn vô loại ngạ quỷ không phải đơn giản đâu, bình thường thì được, bình thường thôi. Anh bình thường thì anh chỉ vô làm danh chức thôi. Còn nếu mà đã đi vô cái hầm lửa lớn mà vô loài ngạ quỷ thì nó đặt cái điều kiện khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ ba. Thưa bác, cách tạo công đức thì con đã hiểu. Còn cách tạo phước đức dương để sau khi chết mình được lên các cõi trời hưởng phước thì con chưa hiểu. Xin bác cho con biết với ạ. Còn cách tạo phước đức âm tạo như thế nào để sau khi chết làm người giàu sang ở kiếp sau? Bây giờ phước đức dương là sao? Là người ta muốn bỏ số tiền này sẽ giúp cái người kia hết khổ. Tôi lên thiên đàng, tôi lên cõi trời tôi sống, lên nước cực lạc tôi sống. Đó là phước đức dương. Còn cũng con cũng bỏ cái số tiền này ra, con giúp người ta hết khổ. Tôi muốn đời sau trả lại tôi có giàu có tiền nhiều, vàng nhiều. Cái phước đức này giống như là con bỏ ngân hàng, thấy không? Bây giờ bỏ một năm lợi như mà con bỏ mà tới mấy chục năm sau con mới xài thì cái tiền lời nó nhiều lắm, nó cao lắm. Có nghĩa là phước đức mà muốn làm người giàu sang, có nhà cửa ruộng vườn nhiều gọi là phước đức âm. Còn muốn phước đức lên trời ở luôn thì gọi là phước đức dương. Đó, đức nó có hai loại. Bởi vì trong cái đất này nó có ba cái loại đức mà nó chia đôi. Công đức ít và công đức nhiều. Phước đức dương và phước đức âm. Ác đức, ác đức bình thường và ác đức siêu ác đức. Siêu ác đức là nói về cái siêu nhân quả đó. Nó một cái đức nào nó phải chia ra hai nhánh. Ác đức gồm ác đức thường và ác đức siêu. Phước đức trời và phước đức âm. Công đức ít và công đức nhiều. Đó, nó vậy đó. Nó chia là vậy đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, Phật tử Đồng Nai xin hỏi, thiền Bát Xa Na Chen là thiền gì? Niêm mật một khóa tu 10 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thiền vậy có ý nghĩa gì? Sau khi chết sẽ đi về đâu? Thiền Bát Xa Na là tiểu tiểu thừa. Ở trong quan trọng Phật gọi là tiền tiểu thừa. Chết để làm cái gì? Tiền tiểu thừa tu để thành thánh ở trái đất này. Mà cái thánh mà nó gọi cái thánh từ bi. Thí dụ con đang tu, con muốn thương người thì con làm sao? Thì cái loại thập thánh đó, nó giúp cho con lúc nào con cũng thương người hết á. Con tu con thương người.
về là làm có nhiều mở tủ ra đưa cho người ta, thương mà thương ơi. Nếu mà ông chồng đồng ý á thì được, ông chồng đồng ý là quấn lộn á, thấy không? Mà 37 pháp quán này, pháp quán trợ đạo đều do các thập loại thánh giúp cho tạo thành. Quán từ bi, rồi quán trí tuệ, rồi quán bát nhã, rồi quán tứ niệm xứ vậy đó, thì do thập loại thánh giúp, nó ẩn vào con nó giúp. Đặc biệt là nếu mà con cu mà kêu bằng tu tứ quả tinh văn á, là tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm và a la hán á, thì gọi là tứ quả sinh văn. Thì con tu mà đúng rồi đó thì được 18 phép thần thông. Còn nếu mà tu không đúng á thì một hai thôi. Thứ nhất á, đạt được cái đầu tiên là cái gì? Đạt được cái đầu tiên là thành thánh bất động, rồi tự tịch diệt, tự chết được, đó là gọi là thánh A-la-hán. Đó thì thiền Vipassana đã gọi là thiền tiểu thừa, đó là tiếng Phạn, còn mình ở Việt Nam mình nói là thiền tiểu thừa. Còn mấy ông tiểu thừa ông không chịu, ông nói là thiền nguyên thủy, ông dịch lại thiền nguyên thủy là thiền đầu tiên của Đức Phật dạy, cơ bản của Đức Phật dạy gọi là thiền nguyên thủy. Còn theo thiền tông nó phân chia gọi là thiền tiểu thừa, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Alo, tiếp theo xin mời anh Nguyễn Văn Tiến tới tham vấn trực tiếp. Xin mời anh Nguyễn Tiến ra bàn tham vấn. Alo, cháu xin kính chào bác Thiền Tông sư soạn giả Nguyễn Nhân. Kính chào ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng toàn bộ các Phật tử có mặt ở đây ngày hôm nay và theo dõi trên trực tuyến. Cháu là Nguyễn Văn Tiến, cháu quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hôm nay đến với buổi giải đáp Thiền Tông ngày hôm nay, cháu xin có một số câu hỏi về nội dung quyển Giáo lý Đạo Phật và đặc biệt là quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Cháu rất mong được bác giải đáp để giúp cho cá nhân cháu cũng như là hàng ngàn các Phật tử Thiền Tông và mọi người dân Việt Nam được hiểu, được biết, được nhìn nhận đúng đắn, đầy đủ và rõ ràng về quyển Giáo lý Đạo Phật. Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Sau đây cháu xin được hỏi ạ. Rồi, có hỏi đi. Có 10 nội dung chính về quyển Giáo lý Đạo Phật, cháu xin được hỏi theo từng nội dung chính một ạ. Nội dung chính thứ nhất là cháu xin được hỏi về nguồn gốc của quyển Giáo lý. Câu hỏi thứ nhất, bác có thể nói chi tiết cụ thể về nguồn gốc của các quyển Giáo lý Đạo Phật được không ạ? Các quyển Giáo lý của Đạo Phật là gồm những quyển nào ạ, thưa bác? Giáo lý Đạo Phật thì nếu mà nói về Giáo lý Đạo Phật thì cơ bản 6 quyển: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Niệm Phật, Niệm chú và Thiền Tông. Thiền Tông nó có kèm theo 2 cái quyển nữa. Đầu là Thiền Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông. Rồi thứ hai, cái quyển thứ hai, Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông. Cái quyển thứ ba, Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Đó. Thì cái quyển mà cái quyển mà Giáo lý Đạo Phật thì nó chỉ nói 60% thôi. Nói bằng sự thật 60%. Mà thêm chữ khoa học nữa thì nó tăng lên 70%. Còn khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam nó tăng thêm 10 nữa là lên 80%. Tất nhiên cái đạo Phật nó chỉ nói 80% thôi, chứ còn 20% nó không nói. Nó còn nằm bí ẩn. Đó. Rồi con có nói là cái nguồn gốc á, thì bác cũng không biết sao, nhưng mà năm bác 12 tuổi, thì lúc đó là bác nhớ là ngày 15 tháng 1 1950, bác lúc đó 12 tuổi, bác đi học. Mẹ bác á, được ông Thiền Tông sư Thích Đức Hà tu ở chùa Hóc Môn. Mẹ bác bán giải ở chợ Sói Cần Lâm, quận 5, Sài Gòn á.
đem tặng cho bà một cái quyển này và một cái quyển kinh vô tự và mấy quyển sách nữa, tổng cộng là 7 quyển. Bà, thì với mẹ bác là với cái ông thiền sư ở nói gì thì mẹ học lại thôi, chứ còn lúc đó bác còn đi học, bác không quan tâm ở vô này. Mới sau đó mới học, mới thuật lại. Thì mẹ bác nói là mẹ đã nhận được cái này là thiền tông sư Thích Đức Hà đó tặng cho mẹ mấy cái này nè. Nó có vậy thôi. Thì biết vậy thôi thì biết là cái nguồn gốc từ ngày 15 tháng 1 1950. Mà cái ngày tặng thì cái ngày bữa đó thì bán vải, bác cũng đứng ở đó, bác đi học. Bác về bác cũng đứng đó, bác phụ mẹ vậy thôi. Thì thấy ông nói vậy thì ôi lúc đó con suy nghĩ 12 tuổi đâu để ý tới cái chuyện này, thấy không? Rồi sau đó dần dần mẹ mới nói ra. Thì mới biết. Vì thế mà con hỏi là cái nguồn gốc của cái quyển này thì do Thiền Tông Sư Thích Đức Hà tặng mẹ bác ngày 15 tháng 1 1950. Chỉ biết có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con sẽ hỏi câu thứ hai ạ. Tại sao trải qua hơn 2.000 năm cho đến giờ, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, chưa thấy có ngôi chùa nào đề cập đến một quyển giáo lý nào của Đạo Phật ạ? Các quyển giáo lý của Đạo Phật có từng được nhắc đến trong bất kỳ quyển kinh nào, hay tài liệu Phật giáo nào, hay một vị tổ nào, hay bởi chính Đức Phật, dù ẩn ý hay trực tiếp, chưa thưa bác ạ? Nói đúng là tại vì trước ngày giải phóng, những giáo lý người ta nhắc đến nhiều, có trước ngày giải phóng có giáo lý. Là vì chính quyền ngày xưa đó, anh muốn lập ra cái đạo, nó phải có giáo lý trình ta, ta mới cho. Ngày xưa đó, thí dụ con muốn làm tu sĩ, không phải đơn giản đâu. Sau xã thì con cạo cái đầu, mặc cái áo, có quyển giáo lý trình người ta, ta mới cấp cho cái giấy con là tu sĩ Phật giáo. Làm sao không có giáo lý? Thấy không? Trước giải phóng. Vì thế mà tôi nói cái chùa này nè, tôi nuôi 67 ông cách mạng ở đây hiện giờ. Còn ông là thiếu tướng Lê Văn Thảo, tham mưu trưởng biên phòng Tây Nam Tổ quốc á. Giờ cái trụ sở ông là ở số 1 đường Phạm Viết Chánh, quận 1 Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh. Ông ở đây. Khi mà cái chùa này á, lúc đó thì bắt năm 60 người ta, năm 1960 61 thì chế độ cũ, tổng thống chế độ cũ á, nó có ra một cái sắc lệnh tất cả tổng động viên từ 18 tuổi 45 trừ cái dạng học sinh mà xuất sắc thì không tổng động viên. Thứ hai, tu sĩ không tổng động viên. Vì thế mà mấy cái người mà muốn làm tu sĩ ra đây phải xin giấy. Mà xin giấy thì chính quyền cũ bảo là anh tu sĩ thì anh có giáo lý tôi mới chứng anh, chứ anh không có tôi sao đâu. Thấy không? Vì thế mà cái chùa này vô hoàn toàn là vô trong này tu đều có cái giấy tu sĩ hết, có giáo lý hết. Đó, mà còn cái giáo lý mà viết gì thì chú không biết, nhưng mà chắc chắn là phải có cái giáo lý. Còn bây giờ thì nghe nói là, bởi vì người ta nói là nhiều ông thầy đó, bây giờ giáo lý nói vậy nói kia ta có, nhưng mà tại vì bây giờ ta không xài thôi, chứ làm sao không có. Con nên nhớ rằng con mở một cái bệnh viện nào á, con không có bằng bác sĩ sao con mở bệnh viện được, thấy không? Không lẽ tự nhiên tay ngang cho mở bệnh viện, hoặc là con mở xí nghiệp, con phải là kỹ sư, con không phải là kỹ sư sao phải? Anh tu sĩ thì anh phải có cái bằng giấy chứng nhận anh là tu sĩ, có cái giáo lý người ta mới cho anh là tu sĩ, thấy không? Có nghĩa là bây giờ tới giải phóng bây giờ là gần 50 năm rồi, phải không? Trước có hết chứ không phải không? Mà không biết bây giờ sao tôi không biết. Chứ bây giờ con nói nếu mà không có giáo lý, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu có giáo lý? Giáo lý nằm ở đâu? Giáo lý này đến chùa Tân Diệu 1950, con suy nghĩ đi. Thấy không? 50 lại là trên 72 năm rồi. Có nghĩa chùa, giáo lý chùa Thiền Tông Tân Diệu có 72 năm rồi. Thì sao không có? Nguyên tắc, con tu thì phải có giáo lý, người ta mới cấp cho cái giấy tu sĩ.
Chứ còn con mà con cạo cái đầu mặc cái áo rồi nó tôi ông thầy tu nè, nó hỏi giấy tờ con làm sao đây, làm sao con chứng minh con là người tu? Thì ai chịu? Vì thế mà có chuyện mà mấy ông thầy đi khất thực ở ngoài hỏi có giấy tu sĩ không, có thì bắt ổng, thấy không? Thì bắt buộc phải có chứ làm sao vậy? Giáo lý là không có. Nhưng mà cái này còn cái chuyện mà hiện giờ con nói không có là bác con không hiểu như thế nào. Nhưng mà bác trình bày cho con biết rằng một tu sĩ phải có giáo lý mới được tu sĩ nha. Còn nếu mà nói hô tôi chỉ cạo đầu mặc áo thôi, nhiều người hỏi cạo đầu mặc áo tôi cũng là thầy tu thôi, làm sao kiểm soát nổi, thấy không? Giống như con đi vô nhà nước vậy, con đi làm quân đội đi, đâu phải mặc cái đồ bộ đồ quân đội đó là con là quân đội đâu, giấy đâu giấy cấp bậc quân đội đâu, thấy không? Binh gì binh nhất rồi thiếu quý đại quý gì đó đâu, nó phải có cái giấy này người ta mới công nhận con chứ con mà không có cái này làm sao người ta công nhận con. Thành là câu hỏi con thì bác trả lời rõ ràng như vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà có không thì bác không hiểu. Nhưng mà bác xác nhận là chùa này đã có 70 mấy năm thì ngày xưa các vị tu sĩ ngày xưa nó cũng phải có chế độ, người ta mới cấp cho con là tu sĩ, con mới đủ tư cách đứng đương đầu với người ta. Con mà giả tu sĩ mà con nói chuyện không được, tu sĩ thiệt thì con nói người ta công nhận. Giống như con mà con bác sĩ thiệt thì con mới góp ý gì khoa được, con bác sĩ giả sao làm sao con góp ý gì khoa được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Như vậy là bác trả lời khẳng định là đạo Phật có giáo lý, và hiện nay ở chùa Thiền Tông Tân Tiệu đã có quyển giáo lý này được hơn 70 năm rồi ạ. Vâng, rồi. Con xin cảm ơn ạ. Con xin chuyển câu hỏi thứ ba. Cơ sở nào để mọi người có thể tin tưởng vào nguồn gốc và nội dung của các quyển giáo lý đạo Phật mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đang giữ là của Đức Phật viết ra và nội dung không bị thay đổi cũng như thêm bớt trong suốt quá trình chuyển đi hơn 2.500 năm, thưa bác? Mọi người cần phải tìm hiểu như thế nào để biết được điều đó ạ? Bây giờ đó, cái giáo lý mà của cái chùa Thiền Tông Tân Diệu là cái gì? Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam, có nghĩa là cái quyển này nó xuất phát tại nước Việt Nam. Còn ví dụ giáo lý đạo Phật Thiền Tông thì nó đi theo cái dòng thiền của mấy ông tổ, thấy không? Mà bây giờ muốn kiểm tra cái chuyện này thì dễ ợt. Ví dụ bây giờ con nói tôi là tài xế nè, rồi có bằng không? Tôi có, tôi đưa xe ra cho chạy nè. Tài xế thiệt hình lên đề mở rưa chạy ngon lành, còn tài xế giả sao không biết đề mở rưa là cái gì luôn à, mà đề được đạp một cái vô dưới tường vô xuống ruộng luôn chứ ở. Như thế mà cái quyển giáo lý, người nào nói tôi cầm cái quyển giáo lý này rồi khoa học vật lý phải không, thì nó phải hỏi gì hình thành từ trái đất con người vạn vật, anh giải thích nổi không? Nổi thì mới là thiệt. Còn anh trả lời ấp a búng anh dỗm đó, mình kiểm tra là vậy thôi chứ giờ biết sao. Ông Phật viết này 2.564 năm truyền theo dòng Thiền Tông, truyền theo tiểu thừa thì nó có quyển giáo lý tiểu thừa, đại thừa niệm Phật niệm chú quyển nào cũng phải có giáo lý kèm theo thì người ta mới là tôi là tu sĩ chứ nói ai cũng là tu sĩ mà không có giấy làm sao, không có giáo lý làm sao, nghe không? Vì thế mà con muốn kiểm tra bất cứ cái gì giáo lý tiểu thừa thì anh phải hỏi về cái anh tu tiểu thừa là tu sao, giải thích tôi nghe. Mà cái câu này á, thí dụ con là người dân con không được quyền, nhưng mà chính quyền tôn giáo được quyền hỏi cái này. Chính quyền ô tô quản lý tôn giáo của anh mà, nghe không? Tiểu thừa sao tình anh được giáo lý đây rồi tôi coi trong giáo lý rồi tôi hỏi anh có phải là tu sĩ thiệt không đó. Thì các pháp môn khác nó cũng vậy. Còn cái khoa học vật lý Thiền Tông thì nó nói về khoa học vật lý, thì con tìm những cái khoa học vật lý trong trái đất này hỏi người ta. Nếu người ta trả lời không được, ông này giả nè, ông giả đó. Thấy không? Còn ông trả lời được là đúng. Giờ chỉ có vậy thôi chứ giờ sao? Chứ cái chuyện mà cái giáo lý mà cách này 2.564 năm ông Phật viết bằng cái chữ gì? Nhưng mà các tổ đi theo rồi người ta chỉnh lại,
Đầu tiên là viết bằng tiếng Phạn, tiếng Phạn là tiếng nước Phạn, họ Phạn, Phạn tỉnh Phạn, hoặc tỉnh Phạn hồi xưa là gọi là nước là cũng vậy thôi. Mình là người Việt thì viết tiếng Việt, nghe không? Rồi thí dụ nó qua bên Trung Quốc thì nó viết bằng tiếng Hán, về tiếng ông Trần Nhân Tông thì viết Hán Nôm, vô tới tới bây giờ gọi là tiếng Việt hiện đại, khoa học hiện đại, viết bằng chữ Latin, nó có cái nguồn gốc đó. Con muốn hỏi cái này thì con phải hỏi những cái gì mà con thắc mắc con hỏi thì con điều tra là giả hay thiệt liền. À, bây giờ muốn ông, bây giờ cái giáo lý này là ta, ở chùa nó nói là có cái giáo lý thiệt thì con cái móc ra hỏi, hỏi tự do. Chùa dám để cho hỏi tự do chứ không phải từ trốn đâu. Có hay không? Nè, tu thành Phật, chùa này gan không? Tu tới đâu mà dám tu thành Phật? Đó, tu thành Phật bằng đàng hoàng. Con hỏi người ta mà không được á, đốt chùa luôn. Ủa, chùa ở tại sao gan á? Tôi thấy không ai dám để tu thành Phật mà để dám dạy tu thành Phật. Thì con hỏi người ta, con ta trả không được sao? Trả không được đốt. Tôi hỏi ông mà tu thành Phật mà ông không hiểu, ông không giải thích được, tôi đốt chùa chữa không? Rồi, ok, chơi liền, ký hợp đồng liền. Đó, muốn kiểm tra thiệt giả cái bằng, cái giáo lý và cái bằng, thì bằng cái đó đó. Bằng bác sĩ, anh thiệt không? Thiệt. Và tôi hỏi anh chuyên khoa, con vi trùng này, vi trùng kia, mà ông không biết là ông thua, ông dỗm mà. Thấy không? Cầm cái kim chích mà cầm không được thì là giả, thì còn mẹ gì nữa. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Như vậy là chúng ta cần phải dùng trí tuệ của mình để chúng ta đánh giá về cái giá trị của, và về cái nội dung của quyển giáo lý. Thiền tông, phú thâu thiền tông, tu bằng trí tuệ. Không phải vô đi mà đụng cái gì tu ở đây. Thấy không? Tu thiền tông, tu đạo Phật, tu bằng trí tuệ, sáng suốt. Chứ không phải trí tuệ mà mờ, trí tuệ thật sáng suốt thì mới đúng là người tu. Còn tu mà kêu bằng ấp a búng, nói không ra nói, mà một cái câu chuyện mà mình làm thầy, mình ra mình giảng đạo, mình giảng không đúng thì nội đó là trật rồi. Thấy không? Thì cái đó là người ở xung quanh họ phê bình đó. Mình phải hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin chuyển sang nội dung chính thứ hai ạ, là về mục đích ý nghĩa của việc ra đời quyển giáo lý đạo Phật ạ. Con xin hỏi ạ, bác có thể nói thật rõ về mục đích và ý nghĩa của việc ra đời quyển giáo lý đạo Phật đối với chính đạo Phật là gì được không ạ? Ngoài đạo Phật ra, quyển giáo lý đạo Phật còn có ý nghĩa gì đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng như đời sống hàng ngày của con người ạ? Thưa bác. Bây giờ con mới biết cái này á, con phải hiểu cái đạo Phật. Đạo là cái gì? Đạo là con đường. Phật là cái gì? Đi trùm khắp mọi nơi. Tất cả các đạo khác đi một con đường thôi nha, còn riêng đạo Phật đi trùm khắp mọi nơi. Đi lên trời cũng xuống, mà xuống địa ngục cũng có, mà về Phật giới cũng có. Tất cả đạo kia là, ví dụ anh tu đạo thánh, anh theo thánh thôi, chứ anh không có được theo cái người khác. Đạo thánh không qua thiên được nha, đạo thánh không qua thần được. Đạo Phật đi trùm khắp mọi nơi. Còn đạo Phật khoa học vật lý nói giải thích đi, giải thích tất cả bằng khoa học vật lý. Đó là cái giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là lý chân thật, chi chân thật của một cái pháp môn, không có mù mờ. Đó mới gọi là giáo lý đạo Phật. Mà nó giải thích bằng khoa học và khoa học vật lý, phản ứng khoa học. Mà ở đâu nó công bố ra tại nước Việt Nam thì nó là đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Thiền tông đi theo cái dòng thiền, nó công bố ra tại nước Việt Nam. Đó là ý nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Nó có một cái ý nhỏ là ngoài đạo Phật ra thì quyển giáo lý đạo Phật có ý nghĩa gì đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cũng như đời sống hàng ngày con người không ạ? Mong bác trả lời thêm ý đó. Đạo Phật là ta giải thích rõ ràng cái lý chân thật hết. Còn cái từ tín ngưỡng hoặc là vô hình hữu hình, bởi vì trong cái đạo Phật chưa có đạo nào mà căn bản mà
hành động thì gọi là ngũ thú tập cư. Còn nếu mà thực tế bát thú tập cư, tám loài sống chung. Tám loài sống chung là gì? Người, thần, thánh, tiên, ngạ, quỷ, súc sanh, địa ngục và thực vật. Đó là tám. Còn nếu mà nói gì gây nhân quả thì chỉ có người, thần, thánh, tiên, ngạ, quỷ là năm loài gọi là ngũ thú tập cư. Đó, còn mà tám loài sống chung thì nó phải thêm một cái địa ngục, thực vật và súc sinh. Đó, mà nói bằng khoa học chứ không phải là nói mù mờ. Đạo Phật ra đời tại làm sao? Phải đợi tới khoa học mới ra được. Ngày xưa mà nói về tìm cái hạt công đức không ai biết. Bây giờ nói tìm hạt công đức người ta biết. Bởi vì tại sao cái hạt nguyên tử anh tìm ở đâu? Tìm trong không gian chứ đâu. Thì hạt nguyên tử tìm được thì hạt công đức nó cũng nằm trong đó, chứ không phải đâu. Thấy không? Hạt điện tử, hạt nguyên tử, hạt nóng, hạt lạnh, rồi hạt lách ma, rồi hạt hồng ngoại, nhiều loại hỏi. Tính ra tới 12 cái loại. Hồng ngoại để gì? Để nó xé cái bằng điểm, nó thấy cái bằng điểm. Hạt nóng là gì? Nó gia tăng cái vô cái hạt nóng từ 100 độ nó lên 1.000 lần thì lên 1 triệu độ. Hạt lạnh cũng vậy. Đang cái lạnh bình thường mà xuống nó đóng băng liền. Nghe không? Còn lách ma là cái hạt gọi là dung nạp. Con muốn chế trái bom nguyên tử là con phải đưa đâu ra cái lách ma này nè, con chế. Cái sơ kê thì con chế ví dụ 10 megaton, 10 tấn nè, 10 tấn thuốc nổ TNT đi. Thì cái một hạt nó là bao nhiêu? Mà nó 1.000 hạt, 1 triệu hạt là bao nhiêu? Nó gia tăng cái sức này nó. Vì thế mà nó có sức quỷ việt. Ngày xưa mà cái bom nguyên tử mà thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật á, 1945 á, có 10 megaton, 10 tấn thôi. Mà bây giờ á, nó bây giờ 1 triệu tấn TNT nén vô trong một cái lách ma. Thì con thấy là nó nổ phát là bao nhiêu? 10 megaton mà nó chỉ đường sát hại, đường bán kính 2 cây số thôi, mà bây giờ kêu bằng trên mạng nó nói đó, gấp 1.000 lần. Ta thấy cái sự tiêu diệt của nó khủng khiếp không? Hồi xưa trống 1.000 độ, bây giờ nó lên 1 triệu độ. Hồi xưa 1.000 độ nha, cái vách tường đó, cái tường nó rã, cái cây cột nó không rã. Mà bây giờ lên 1 triệu độ thì sắt nó cũng chảy luôn, nó thành bùn luôn á. Sắt cũng thành bùn luôn á. Đó, mình phải hiểu nó tàn sát khủng khiếp vậy. Là do khoa học chân lý thôi. Vì thế mà ông Phật nói là Như Lai mà về Phật giới mà ông có để làm cái công thức cứu trái đất này, mà nó nằm ở trong cái quyển giáo lý. Quyển giáo lý mà ra được cái này, cái công thức này được công bố ra liền, thì mới mong là cứu trái đất được. Còn không thì cái đài văn minh này là cái anh một người thì chế cái này, người chế kia, là hai người đưa lên trên trời trèo lên tuốt, nó nổ rồi. Anh mà sản xuất anh cũng chết, cái thằng bị nổ cũng chết. Thấy không? Giờ muốn sao? Muốn ông Phật có chỉ cái cách để mà giảm cái này lại. Có chỉ công thức đàng hoàng. Với điều kiện cái quyển giáo lý phải ra thì ta đọc cái này ta biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con xin chuyển sang cái nội dung lớn thứ ba là về nội dung và tên gọi của các quyển giáo lý đạo Phật ạ. Bác có nói đạo Phật có 8 quyển giáo lý. Bác có thể nói tóm tắt nội dung của 8 quyển giáo lý này và các quyển giáo lý này khác nhau như thế nào được không ạ? Bây giờ giáo lý thì cơ bản là 6 quyển. Anh tu tiểu thừa. Tu tiểu thừa là anh có cái công thức tu để thành thánh là A-la-hán. Nó có cái công thức. Người ta dạy cái gọi là cái pháp mà có giáo lý là cái giáo lý là cái lời dạy đi theo cái lối tu của các pháp môn đó, đó là con đường chẳng đi đó, giáo lý đó. Trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, nó cũng vậy. Thiền tông, tuyệt cái thiền tông cơ bản của nó là nó quyển số 1 thì nó nói về cơ bản bề mặt bề nổi của trái đất này. Quyển số 2
nó chuyên sâu vào một chút về cái cõi vô hình. Cái quyển số 3 nó trắng bóc hết, từ vô hình hữu hình giờ nó nói hết các đạo luôn, tu được cái gì các đạo luôn. Nhưng mà cái này, cái quyển giáo lý này ra thì phải xuất bản mới được, chứ còn không dám nói tầm bậy. Bởi vì nói thì trong văn học mình nói là luật pháp nó, anh nói phải có sách mới có chứng nghe không, mà giờ sách chưa xuất bản anh dám nói không, làm sao được cái chứng. Thí dụ cho xuất bản thì tôi nói có sách mới có chứng, có nghĩa là đạo Phật có tám quyển giáo lý, thì cái thiền tông là nó chia ba quyển, nó đi từ kêu bằng bề nổi cho đi đến bề chìm và chuyên sâu giải mã hết, đó là vậy. Bởi vì tại sao người ta tu mà đạo Phật mà không chứng được cái này chứng kia là tại thiếu giáo lý. Chứ bây giờ nếu mà tu mà tiểu thừa đó, người ta gọi là nguyên thủy, anh muốn thú thành là A-la-hán á, anh làm đúng trong vòng 24 tiếng là có hiệu quả liền, thành thánh liền. Đó. Nhưng mà phải cho đúng. Còn nếu mà anh lại giống như bây giờ nè, cái máy bay á, cái cánh quạt á, thấy không? Nó quay mà nó hút á là khoảng 20.000 vòng trong một hút á, thì nó mới hút, nó hút cái ra khỏi cái sức hút vật trái đất được. Còn nó quay có 100, 200 mà giống như cái quạt hay làm sao nó hút nổi, thấy không? Cái quạt mà nó quay đi, nó quay mà nó đúng mấy chục ngàn giống như cái động cơ máy bay nó quay, thì xin lỗi mình ngồi đây nó phá cả nhà luôn. Mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy. Đâu, giáo lý là nó phân tích từ pháp môn tu. Còn cái mà giáo lý đạo Phật khoa học lý thiền tông Việt Nam, nó chỉ là cái công thức tạo, công thức hình thành tất cả cái gì có trên vạn vật này, gọi là công thức. Công thức khoa học là, chứ không phải nó mù mờ. Đó. Thì là con đi vào cái này thì nó đúng rồi đó. Nói biểu mà nói chi tiết là không nói được đâu, mà nói cơ bản thì được, chứ chi tiết thì phải quyển giáo lý ra. Bởi vì quyển giáo lý ra bác nói, bác được quyền nói. Con này nó chưa ra bác nói làm sao? Ông căn cứ vào đầu nói cái này. Ví dụ có quyển thì tôi nói tôi căn cứ cái này. Còn giờ không có, nói sao giờ? Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Con nghe bác nói như vậy thì con cũng rất mong là nhà nước sẽ cho phép xuất bản quyển giáo lý để những điều đó sẽ, chúng con sẽ được biết ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Quyển giáo lý đạo Phật khoa học. Câu này thì bác cũng có vừa trả lời rồi thì con xin phép là thôi không hỏi nữa. Ý con muốn hỏi về quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam đặc biệt thì có nội dung đặc biệt gì ạ? Nội dung này chữ thì đặc biệt á, chữ đặc biệt là nói ra những cái mà người ta chưa hiểu. Mà bây giờ nói ra chưa hiểu thì nên nhớ là lời thật mít lòng. Bây giờ đừng có nói chi mà nhà nước cho công bố cái quyển Huyền Ký đó, là gọi là cơ bản của đạo pháp môn thứ sáu đó. Có tất cả các chùa ở Việt Nam có ai nói là ngũ thú tập cư không? Chưa. Mà bây giờ cái quyển đó đầu tiên là nói là ngũ thú từ năm loài sống chung, người thần thánh tiên ngạ quỷ. Anh tu là để được cái gì? Tu Phật thành Phật. Trong cái này là không có. Mà ông Phật là ai? Là ông Bồ Tát Thường Hữu Minh xuống đây mượn thân và thân người để mà lập ra cái đạo này. Nhưng mà cái quyển giáo lý ông chưa ra được. Mà đây là nói về nếu mà hỏi theo khoa học thì chú trả lời theo khoa học thôi, chứ còn sự thật chưa nói gì trong quyển giáo lý. Vì nếu mà nói về quyển giáo lý thì nó nói trắng như ban ngày, thì trái đất này không nói về tại sao là trái đất này là bây giờ còn tu, tại sao tu mà người ta không hiểu, không hiểu cái tu là gì. Rồi bây giờ tôi nói là hai chữ tu sĩ, nãy chú trả lời cho con, tu là sửa, sĩ là người có học. Học cái gì? Học trong quyển giáo lý để sửa cái thánh người của mình à. Làm sao? Có việc có quyển nào đâu mà chỉ đâu. Vì thế mà
cái quyển giáo lý này ra thì nó sẽ chủng lại cái đạo Phật. Thì những người mà mất cái ảnh hưởng, người ta không chịu, ta chửi. Và con suy nghĩ là nếu mà cái đạo Phật là bây giờ ai cũng cúng phải không? Chùa nào cũng cúng. Mà giờ nó chỉnh là cái đạo cúng, nó nói là cái đạo cúng này của ông lão tử, cúng của hồn ấy. Thì nếu mà nói gì nhà nước mà cho anh tu đạo nào anh cúng thì là anh phải cúng như thế nào? Bây giờ nhà nước đã ra cái văn bản rồi đó, tu cái gì phải nói cho rõ là sinh hoạt như thế nào, tổ chức như thế nào. Trong văn bản nhà nước đã nói rồi, chính cái chùa Thiền Tông Tân Diệu đã đăng ký rồi. Đăng ký tháng 4, 2022, có hỏi câu tu cái gì, sinh hoạt như thế nào, tổ chức ra sao, trả lời đàng hoàng. Anh đăng ký rồi mà anh làm sai, bị phạt. Báo đăng, phạt cao nhất là 60 triệu. Một sai một phần thôi. Mà nếu mà sau bao nhiêu, sau 3 phần, nó phạt 180 triệu. Mà đặc biệt, tu cái gì phải rõ ràng, treo bảng rõ ràng. Đó, bây giờ con suy nghĩ đi. Đó, nhà nước bắt đầu đi vào trong, kêu bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó, nói cái gì phải rõ ràng. Thấy không? Chính, bây giờ con lên cơ mạng, con mở ra để đăng ký sinh hoạt tôn giáo, đăng ký sinh hoạt đạo giáo. Có cái đơn hết, nói cái gì rõ ràng. Bây giờ dễ mà, không cần đi ai, con cứ mở Google ra, đăng ký sinh hoạt tôn giáo như thế nào, cái mẫu á, nó sẽ nói cho con. Việc chùa này đã đăng ký hồi tháng 4, 2022, nay tháng 7, cách 3 tháng. Nó thành là chúng mới biết, chứ hồi xưa không có nói này nha. Hồi xưa nó để đăng ký cái chùa thôi, chùa tên gì thôi, không có nói cái ruột, không có nói gì cái tu hành. Bây giờ nhà nước cho bắt buộc phải cho tu hành luôn, anh làm gì? Vì thế mà giống như còn mở cái xí nghiệp, mà sản xuất cái gì sao phải ghi chứ, không lẽ tôi xí nghiệp không biết xí nghiệp gì, thấy không? Rồi làm tao vậy sao, treo đồ dê bắt chó sao? Thành ra bây giờ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bây giờ rốt kêu bằng lần thực thi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Nội dung mà các quyển giáo lý đạo Phật đề cập đến có khác gì so với nội dung của các quyển kinh mà hiện nay các chùa đang sử dụng để tu không thưa bác? Nếu khác là khác như thế nào ạ? Con theo cái đạo Phật á, con phải hiểu này nè. Giáo lý với giáo kinh đó khác. Giáo là lời dạy, lý là cái chân thật của ông Phật muốn dạy. Cái giáo kinh là nói là cái gì? Ông đến ngồi ở đâu đó, ông thấy cái vùng đó nói gì, cái đệ tử ông hỏi thì ông nói ra, thì đệ tử nó chép lại, rồi về ông kiểm duyệt, gọi là giáo kinh. Thí dụ mà nói về cái vấn đề mà kinh nhân quả, thì đệ tử ông hỏi cái gì nhân quả thì ông trả lời cái nhân quả, mà đệ tử mới viết trở lại, thấy không? Viết trở lại thành ra thành một gọi là kinh nhân quả, Đức Phật phải duyệt lại. Rồi được rồi, vậy cho lưu hành. Cũng như cái quyển kinh Kim Cang là cái gì? Kim Cang là nói bằng chất thật, sự thật, sự thật như đá, không phá vỡ được, là bằng nói bằng sự thật. Kinh Kim Cang gọi là kinh nói bằng sự thật. Nếu mà chùa nào mà đem kinh Kim Cang ra mà áp dụng, hoàn toàn không dám tu, nói bằng sự thật. Đó, bây giờ nếu mà chùa nào mà tu kinh Kim Cang á, thì anh phải nói bằng sự thật. Trong đó nó có nhiều cái điểm á, mà không ai nói thiệt. Nếu mà nói được tu kinh Kim Cang, không ai dám để cái bằng nói bằng sự thật. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Mục đích là chỉ cho cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình bằng tánh Phật á, mà gọi là gọi là mở Phật nhãn và mở cái con mắt nhãn, rồi tai nhãn, tai nghe, mở bằng cái sự thật đó. Tất cả những gì mà bây giờ mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói câu là
khai thị người tu ngộ nhập Phật tri kiến. Phật là toàn giác, tri là biết, kiến là thấy. Mở được cái thấy và biết của cái tánh Phật mình đó. Bây giờ có ai dám đem cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa treo không? Vô nó rồi vô bây giờ hỏi cho dạ, ông chỉ là ông mở được không? Ông mở được cái thấy nghe cái tánh Phật ông được không? Con treo bản là con phải thi hành à, phải không? Bởi vì cái kinh, cái giáo lý nó khác. Giáo lý là ông Phật, ông dạy á. Ông nói, bây giờ tổ chức trái đất như thế này nè, nó hình thành thế này nè. Tánh con người nó hình thành thế này, tánh con người thế này, tánh Phật nó vậy, tánh thú, tánh tiên, tánh trời vậy đó. Ông dạy rồi, giáo lý mà. Dạy từng phần, bằng lý chân thật, tiên thật mà khoa học, vật lý, chứ không phải chân thật mà nói mà không căn cứ. Căn cứ là căn cứ vào khoa học vật lý. Đó, mình phải hiểu cái giáo lý của Đạo Phật. Rồi giáo kinh, là, ví dụ là, bây giờ, ông viết trong cái kinh, kinh Lăng Già gì, thì để là gì? Tới đó, ông nói bây giờ muốn mở cái, muốn thấy cái núi này nè. Nó hỏi gì, cái thấy bằng cái tánh người hay là tánh Phật? Đó, thì một cái đề tài, nó có nói về đi tới cái chỗ này, cũng như kinh Thủ Lăng Nghiêm, là ông phân tích toàn bộ hết. Cậu từ câu con người của mình, ông phân tích hết là kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó phân tích. Còn ở giáo lý thì nó diễn tả từng cái hạt vi trần luôn, là nguyên tử, bây giờ mình nói là nguyên tử á. Rồi nó nói luôn cả vấn đề hình thành con người, tánh con người như thế nào, làm sao tánh con người mất. Rồi trung bám thân là cái gì, đó gọi là giáo lý. Rồi tam giới là cái gì, Phật giới là như thế nào, càng khôn vũ trụ bao lớn. Đó là gọi là giáo lý của khoa học vật lý đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Nội dung của các quyển giáo lý Đạo Phật là để bổ sung cho nội dung của các quyển kinh hay là để thay thế cho nội dung của các quyển kinh hiện nay ạ? Khi giáo lý Đạo Phật được công bố ra thì có còn cần dùng đến các quyển kinh hiện nay nữa không thưa bác? Bây giờ cái kinh đó thì nó phân tích từ cái sự việc, thư việc riêng. Còn cái giáo lý á, nội mà cái bài giáo lý của nó là ra tới 36 bài giải thích trong cái này. 36 bài giải thích từ ông trời xuống, từ ông trời, ông vô hình, rồi tới địa ngục á, từ trái đất dạng và con người á, 36 bài. Cái giáo lý của Thiền Tông á, nó 36 bài. Mà trong khi giáo kinh cơ bản có 12 quyển thôi. Thấy không? Rồi mấy ông thầy ông kêu bằng ông chia sẻ thêm á. Rồi kinh này kinh kia chứ cơ bản là có 12 quyển kinh đại thừa thôi. Trung thừa 2 quyển. Niệm Phật 2 quyển, niệm chú lấy trong các kinh đại thừa ra niệm, có vậy thôi. Nó mình phải hiểu cái cơ bản này. Có nghĩa là cái giáo lý và cái giáo kinh nó không ăn thua vậy. Người nào mà tu giáo kinh là tự sát. Người nào tu giáo lý là trí tuệ sáng suốt. Mà bây giờ tại sao ta không tự sát là vì ta không có tu, ta không có giáo lý giáo kinh vậy. Ta nói đại thôi. Tất cả các đạo mà nếu mà tu theo giáo kinh là tự sát. Không tu nổi đâu. Bây giờ tôi nói nghe này, ví dụ cái thuật kinh mà Tứ Thập Nhị Chương cúng dường đi. Ông Phật nói cúng dường 1000 ông Phật không bằng cúng dường 1 đạo nhân vô tu vô chứng. Không tìm cái ông đạo nhân để đâu. Ông Phật đâu 1000 ông. Giờ ông Thích Ca có ông mà cuộc kiếm mà không ra đi. 1000 ông. Rồi giờ ông đạo nhân là ông nào đây? Đó. Rồi ông nói là cúng dường 100 phàm phu tăng. Không cúng dường bằng 1 thánh tăng. Phàm phu tăng là sao? Thánh tăng là sao? Làm sao biết ông đó là thánh tăng? Bây giờ tôi đã nói thánh tăng là người đó kiến tánh, là thánh tăng. Kiến thánh rồi mà gọi là thánh tăng. Tăng mà
tăng mà làm tiền là phàm phu, kiếm tiền là hành nghề đó, tăng hành nghề gọi là phàm phu tăng, nghe không? Còn tăng mà thưa kiện người ta chửi ta là tục tử tăng. Tăng tu không là tu rồi đi thưa đi chửi ta là tục tử tăng, nghe không? Còn tu nói chứng này chứng kia là gọi là ngạo mạn tăng. Bây giờ trên mạng thấy có nhiều người tu xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế lại gọi là ngạo mạn tăng, chứ làm chi có cái chuyện đó. Ngọc Hoàng ở đâu, Thượng Đế đâu? Ngọc Hoàng Thượng Đế nằm ở trên tam giới, quản lý cái trái đất của người ta, cái hành tinh của người ta xuống đây làm gì? Trái đất này là ngũ trú tập cư, mà nếu mà tám loài sống chung thì phải giải quyết trong cái tám loài này nè. Mình không lẽ mình tu mà xuống với cái địa ngục? Cái địa ngục nó cũng phải thành là không. Mà bây giờ mình tu là hai cái này, mình phải hiểu thần là cái gì, thánh là gì, tiên là gì, ngã quỷ là cái gì. Mình tu mình sẽ tìm bốn cái này nè. Con người mình là thứ năm, tu tìm bốn cái thứ này là cái gì. Mình hiểu được bốn cái người này, cái loại này, bốn cái loại âm này thì mình mới hiểu được cái đạo. Còn mà con không hiểu bốn cái loại này thì con không đi đâu. Trái đất này là người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Người có một, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ bốn. Một chọi bốn, chọi nổi không? Mà nó có thần thông á. Con người không có thần thông, mẹ cứ biết đi đứng thôi, nghe không? Mà thần thông là do mấy ông thần, thánh, tiên á, ngạ quỷ á. Mà mình muốn hiểu cái này thì mình mới hiểu cái, muốn tu theo đạo nào cũng vậy thì phải hiểu cái cốt truyện của cái đạo đó. Mục đích ông dạy tôi được cái gì? Dạy để được cái gì mà có thật không? Vì trong cái trong cái quyển giáo lý nó có nói câu này: anh lập ra đạo anh nói thật hay là anh đi lừa người ta? Nếu anh thật anh cho người ta hỏi tự do. Câu đó trong, mở màn trong cái quyển giáo lý nó họ cho cái câu đó đó. Cha nào dám, đạo nào mà dám đưa cái này, rồi tôi cho hỏi tự do. Đạo nào dám cái này? Xin lỗi, chỉ cần không nói hết một câu thôi, nói hỏi hai ba chữ anh cũng cứng họng luôn, chứ đừng nói hết một câu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn bác ạ. Nghe bác giải thích như vậy thì con cũng rất mong là quyển giáo lý sẽ được công bố, bởi vì như vậy chúng con sẽ được tu theo trí tuệ thực sự, chứ không phải là tu theo giáo kinh mà tự sát, con thấy rất là sợ. Con xin chuyển sang nội dung tiếp theo ạ, là phương tiện ghi chép và quá trình truyền đi của quyển giáo lý ạ. Con xin hỏi ý thứ nhất, quyển giáo lý đạo Phật được truyền đi như thế nào, thưa bác? Ngôn ngữ hoặc loại chữ viết nào và phương tiện được sử dụng để ghi chép, bảo tồn quyển giáo lý trong suốt quá trình truyền đi từ thời Đức Phật đến khi được công bố ra là gì ạ, thưa bác? Và ngôn ngữ phương tiện đó nó có thay đổi qua các thời kỳ không ạ? Con xin cảm ơn. Hoàn toàn không thay đổi. Con có nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật Thích Ca không? 24 tuổi đi qua bên nước Văn Lang, trao cho Long Nữ cái quyển giáo lý này, gọi là Kinh Vô Tự. Viết bằng tiếng bây giờ nè, tiếng bằng Latin nè. Có nghĩa là ông Phật, ông xuyên suốt. Nghĩa là ông biết là cái ngày nào, giờ nào, nước Việt Nam là cái nước rồng, rồi cái đất rồng này, nó hình thành. Chứ hồi mà ông qua nước Chăn Lan chưa có cái tỉnh Long An đâu. Tỉnh Long An mới đây thôi. Tỉnh Long An mới đặt hồi thời Ngô Đình Diệm thôi. Ngô Đình Diệm đặt cho cái tỉnh Long An thôi. Thời Bảo Đại á, thì cái tỉnh Long An á, nó là tỉnh Tân An. Còn cái tỉnh Chợ Lớn á, thì nó nằm ở trong Chợ Lớn. Chợ Lớn bây giờ nè. Còn cái tỉnh Gia Định á, thì nó là Bà Chiểu bây giờ nè. Thấy không? Cái vùng này nè, kêu bằng Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Trà Vinh. Đó, thời Pháp á. Thì bác hồi, bác học thì còn thời Pháp. Những cái bài này bác còn nhớ hết, thấy không? Long An không có, mà chỉ có Tân An thôi. Nếu mà nói về Tân An là nói về cái giáo lý không đúng. Long An, Long con rồng, An là nằm nghỉ. Thì tới cái đó là phải, Long Nữ là tới đó là phải giao cho Long Nữ ở đất rồng. Ổng viết bằng tiếng bây giờ, tiếng Việt Nam mình bây giờ nè. À, mà người ta xuyên suốt mà. Còn vấn đề mà đi thì bây giờ là tất cả những cái kinh sách mà nổi thì hoàn toàn ổng viết bằng tiếng Phạn ngày xưa. Rồi đi tới đâu phải thay đổi, chuyên đặc biệt cái quyển giáo lý không thay đổi.
mà viết chữ rất nhỏ không ai biết. Mà tới thời văn minh phải dùng kiến lúp coi thì mới thấy được. Bây giờ có nhiều thấy cái nhãn thuốc còn thấy không? Còn không thấy, nhưng mà con rõ rõ kiến lúp con thấy. À, ông Thích Ca ông có cái tài này. Tại sao hồi trước ông viết chữ nhỏ quá được? Bây giờ mình viết chữ nhỏ nè, mà tới khoa học rồi thì mới giải mã được cái này, mới làm được cái này. Có nghĩa là cái kinh, cái quyển này nó viết từ tiếng Việt Nam bây giờ, tiếng Latin bây giờ, chính ông Thích Ca chứ. Ông Tổ chỉ có cái bổn phận là cầm cái quyển này đi thôi, không biết cái gì trọng, không ai biết cái gì hết. Ông có ngoài, ông để là kinh vô tự, có nghĩa là kinh không có chữ, là tao mới biết cái vậy thôi. Chú ý lắm thì thấy cái lằn mực. Còn nếu mà muốn thấy rõ thì phải có cái kiến phóng đại lên. Bây giờ có kiến phóng đại, thấy không? Bây giờ giống như tụi NASA nó có phóng đại lên 1 triệu lần, có nghĩa là một hòn cát nó thành cái núi luôn á, thấy không? Còn cái chuyện mà cái kinh vô tự, cái chữ mà không thấy thì nó kiến lúp thì đừng có nói chi. Bây giờ nó có kiến lõm á, con biết là hồi mấy chục năm về trước á, người ta sửa cái đồng hồ á, ta đeo cái kiến á, con thấy không? Cái dây thiều tổng có chút chiếu à, nó lớn, ta mới nhìn thấy, ta sửa được. Đó là gọi là kiến phóng đại, có vậy thôi. nhưng mà ổng viết á, là ổng viết theo khoa học công thức, chứ không phải là ổng viết theo tràn lan như mình. À, thí dụ nó hình thành trái đất vậy nè, nó bao nhiêu công đoạn, ổng nói ngắn vậy thôi. Thì phải giao cho cái người có trí tuệ mới dịch mã được cái này. Chứ không phải là hình thành trái đất 18 công đoạn là nói, không phải. Ông chỉ nói gọi là chấm đầu dòng viết mấy chữ thôi mà nó ra, nếu mà người ta hiểu. Giống như con lên hậu trường con phát biểu cái gì đó, con có nhiệm vụ phát biểu 5-6 cái, con không cần viết nước vậy. Con chỉ chấm cái đầu, cái chữ gì ha. Con lên con chỉ nhìn được cái chữ đó, tự nhiên con phát ra hết. Thì cái giáo lý nó cũng làm vậy. Thì Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo cũng dịch bằng cái kiểu này. Thấy không? Mở ra một thấy chữ đầu rồi bà biết hết. Là vì sao? Cách đó mấy ngàn năm bà kêu bằng Thái tử Tất Đạt La đã từng nói với Long Nữ rồi. Giao cái này. Rồi giao cho, trong kinh nói là giao cái hạt Minh Châu. Cái hạt Minh Châu là cái hạt. Nó vừa sáng mà nó vừa khuếch đại. Cái hạt Minh Châu là nó vậy. Sáng và khuếch đại nó bằng viên đá thôi, mà mình ở đây nói loại là cái kiến á, ha, cái kiến trong thì cái kiến này nó cũng lấy trong đá ra, nó nấu thành cái kiến chứ gì, nó trong đá chứ đâu, có hiểu chưa? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con xin hỏi ý tiếp theo ạ. Ý này thì bác cũng vừa có trả lời một chút nhưng con vẫn xin được hỏi lại cho rõ ạ. Việc truyền đi của pháp môn Thiền Tông được thông qua các vị tổ. Trong quá trình truyền đi qua các đời tổ đó, thì con xin hỏi, các vị tổ có thực sự cầm quyển giáo lý đi ngoài đời thực không ạ? Hay chỉ đến đời mạt thượng pháp thì quyển giáo lý đạo Phật mới được lấy trực tiếp từ không gian xuống bởi người có nhiệm vụ và cho công bố ra, thưa bác? Có nghĩa là vai trò thực sự của các vị tổ giống như là nhân chứng để mọi người đời sau biết đến pháp môn Thiền Tông và nguồn gốc của pháp môn Thiền Tông cũng như dòng chảy của nó, chứ các vị tổ không thực sự cầm quyển giáo lý đi ngoài đời thực, thì không biết là có phải không ạ, thưa bác? Giáo lý mà tổ cầm chứ sao không có. Bây giờ con suy nghĩ nè. Con biết cái hệ thống quân đội á, nó có cái hệ thống giao liên á, con hiểu không? Từ điểm A qua điểm B, điểm C vậy đó. Bây giờ cái quyển giáo lý này nó đi qua 36 điểm. Từ ông tổ thứ nhất đến ông tổ thứ 36. Ông tổ thứ 36 có cái nhiệm vụ đưa cho ông Thích Đức Hà này, đưa cho Long Nữ này, đưa cho cái bà bán giải ở chợ Xói Kỳ Lâm á, vẫn còn nguyên. Có nghĩa là mấy ngàn năm cái chôn cái quyển quyền ký thì chôn, chứ quyển giáo lý không được quyền chôn. Vì đạo Phật đã nói, vì cái quyển này đã Đức Phật đã nói với Long Nữ rồi, lúc đó Long Nữ mới 8 tuổi là con của vua Hùng Nghị Dương á, đời thứ 17 á, thì hai người đã nói vào, thì tới ngày đó đó, không biết bà lăn lộn sao mà tới ngày đó bà sống ở đó đó, bà làm nghề đó đó,
Bây giờ bà làm công chúa chứ sự thật, tới ngày đó bà làm người đó đó, bà phải công bố này ra giùm tôi. Có nghĩa là cái quyển giáo lý này không phải lấy không gian, không phải lấy vậy, không phải lấy không gian. Lấy không gian là do mấy cái ông khoa học lấy, à, còn cái quyển giáo lý này rồi thực tế không lấy không không gian. Mà cái câu chuyện nó giữa bởi vì tại vì tại trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó nói là Đức Phật đã kêu bằng đi qua nước, đi qua nước rồng á, tặng cho công chúa Long Nữ một cái hạt bến châu để xem cái kinh vô tự đó, nó có nói vậy nhưng mà người ta đâu có giải thích đâu, mà biết cái cốt truyện nó là vậy thôi. Nó vì thế mà sau này Long Nữ mới mở ra, mới tự nhiên bà dường như giờ giống như con học cái hồi còn nhỏ con học cái gì phải không, giờ con cái con bỏ lớn lên cái con lớn lên cái con nghe lại cái câu chuyện đó con nhớ liền. Thì Long Nữ cũng có dạng này. Long Nữ là nhận cái quyển này thì dường như bà nhớ, cũng như ông ông Thích Ca đó, ổng khi mà ổng là con người ở trái đất Tam Dục Đề mà ổng lên trên cõi trời Đấu Xuất á, ông Nhiên đang nói ổng cái gì đó, ông Nhiên đang chỉ nhắc lại cái ông nhớ hết cái chuyện hồi xưa, cái đúng nguyên tắc trở thành một người khác là nó quên hết, bởi nó qua cái tử cung người mẹ là quên hết, ổng phải qua cái tử cung người mẹ trời của ổng chứ, phúc hạnh phương phải quên hết. Tại cái thế giới này phải qua cái tử cung, cái tử là chết, cung là cái cung chết. Rồi nó có dạy hai xích là một là cái cung, cái tử là con, cái cung sanh con, hoặc là cái cung làm cho chết. Ai cũng đi qua cái này. Chứ nếu mà con không chết, cái đời trước con lại đây con chịu không nổi. Đúng, hồi trước cái tôi đang giàu, bây giờ tôi xuống là anh xích lô, không được, chịu không nổi. Là con tự giận liền á. Nghe không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Qua câu trả lời của bác thì chúng con cũng càng thấy trân trọng về quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông, bởi vì công lao của các vị tổ truyền đi là rất lớn ạ. Con xin được chuyển sang nội dung lớn tiếp theo là về nội dung công bố và xuất bản quyển giáo lý ạ. Con xin hỏi ý thứ nhất ạ, là con hỏi về lợi ích của việc công bố và xuất bản quyển giáo lý ạ. Lợi ích của việc công bố, xuất bản nội dung quyển giáo lý đạo Phật đối với chính đạo Phật là gì ạ, thưa bác? Bây giờ đó, cái người tu đạo Phật bây giờ hiện giờ không biết, nói thật là con là Đức Phật ông nói là tu mù, không ai hiểu tu đạo Phật là tu cái gì. Mà quyển giáo lý này công bố ra thì người ta biết là đạo Phật tu cái gì, có vậy thôi, sáng như ban ngày. À, nếu mà bây giờ nếu mà không công bố giáo lý ra thì đạo Phật tu mù, không ai biết gì hết. Vì thế mà con để ý nè, ông A nói khác, ông B nói khác, không ông nào nó giống ra, cũng một cái câu chuyện. Ai không biết là, thí dụ là con đi, con người Phật tử đi, con đi tìm cái, đi vô đạo Phật để làm gì? Mục đích con là gì? Để kiếm cái giác ngộ chứ gì, phải không? Ai cũng vậy. Từ người tu không tu gì mà vô đạo Phật phải tìm cái giác ngộ. Mà giờ ai giải thích gì giác ngộ? Mà mục đích sau cùng đạo Phật là giải thoát, là đi ra ngoài cái sự cuốn hút của thế giới này. Làm sao đi? Có ai giải được không? Công thức như thế nào? Vì thế mà đạo Phật là giờ đạo Phật là gọi là đạo Phật có cái tinh hoa. Tinh là nó sáng. Hoa là gì? Hoa là cái bông, có cái bông sáng. Có vậy thôi. Tinh hoa là cái bông sáng. Đạo Phật là cái bông sáng. Mà giờ có ai biết cái đạo Phật là cái tinh hoa đạo Phật không? Không có, mù hết. Rồi mỗi ông thì nói chuyện một kiểu thôi. Vì thế mà Đức Phật mới cho công bố ra. Nhưng mà giao cho Long Nữ lúc đó là sanh 111. Mà nếu mà giờ tới bây giờ trăm mấy chục tuổi làm sao công bố? Mà mới công bố này 55. Thì làm sao công bố? Thành phải nhờ con công bố ra. Tôi có nhiệm vụ là tôi nói lợi thôi. Tôi cũng may mắn là vậy, ngày xưa bà viết ra sau bà dạ, bà dịch hết rồi. Thì ở trên này thì đâu có máy đánh chữ đâu. Tôi ở dưới Sài Gòn thì tôi có máy đánh chữ. À, tôi viết về rồi thì tôi đánh. Mà hồi xưa đánh thì một tờ nó ra 4-5 tờ vậy nè.
Còn anh muốn mà muốn ấy á, thì anh muốn, anh đánh trên cái một cái giấy với Romeo á, thì nó chạy ra muốn muốn bao nhiêu bản nó cũng có hết. Còn bây giờ mình thì khác, mình thì photocopy hay là scan hay gì hay là máy in đấy. Bây giờ nó văn minh hơn. Ngày xưa nó chỉ tới đánh máy là cùng rồi, đánh máy rồi Romeo là cùng rồi, hết rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi ý tiếp theo về việc công bố đấy. Lợi ích của việc công bố và xuất bản nội dung quyển giáo lý đạo Phật đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và các hoạt động mê tín dị đoan là gì ạ, thưa bác? Bây giờ đó mình không có xen vào cái chuyện này. Bây giờ ví dụ con tu cái đầu A, con không biết. Nhưng mà khi con đọc được cái giáo lý này, con biết cái đầu A là cái gì, chủ trương cái gì. Con hồi xưa là con không biết, con đi cúng vô đình vô miễu, con cúng. Và con thấy cái này con biết, con không vô cúng. Rồi sao? Có nghĩa là cái giáo lý này nó ra là nó để cho cái đầu con người ta sáng ra. Cái đầu con người Việt Nam nó sáng ra, không ai mê tín hết. Mà con nên nhớ rằng, bây giờ con mà dám phá cái vở này không? Dám phá cái mê tín của người Việt Nam không? Và như Việt Nam thì xác nhận là anh chính tín, anh mê tín. Nói, nếu anh chính tín thì cho tôi hỏi. Còn mê tín thôi tôi không hỏi. Vì cái giáo lý này nó công bố ra rồi thì nó là nó giống như là cái nhà con đó, nó tối rồi con thấy không được, không rõ, và nó đèn sáng trưng hết, con thấy hết. Có nghĩa là giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam công bố ra là nó nói trắng cái thế giới này hữu hình và vô hình, nó trắng hết, nó gọi cái não của con người Việt Nam luôn á. Hồi đó còn mơ hồ, chứ không còn mơ hồ, nó trắng bóng rồi, thấy hết rồi. Đó, giáo lý nó ra được, nhưng mà có thể ra được không? Giáo lý hoàn toàn, thế giới này không ra được. Mà nếu ra được là hy hữu. Ông Phật nói là 10 ông Phật chưa có một ông kêu bằng công bố ra nổi cái này, chưa có. Mà bây giờ cái ở Việt Nam mình bây giờ cái này nó, cái giáo lý nó đi được là 60% đường rồi đó. Mà không biết nó ra nổi không, không biết cái đó là không biết. Thì ông Phật Thích Ca ông có nói thế này, được không được thì thôi dẹp. Tới con mà con già con chết thì bỏ dục luôn đi. Rồi đợi ông Phật sao á, đợi ông A Dật Đa ông tính tiếp. Chứ giờ Thích Ca chỉ nhiêu đó thôi. Còn Thích Ca không được thì đợi, cứ 10.000 năm một ông mà. Đó thì tùy theo mấy cái ông sắp tới nè. Ông Thích Ca nếu mà kỳ này không biết ông lương lẹo sao mà được cho công bố ra thì tốt, còn không được dẹp. Bây giờ không cho công bố ra dám mà con dám mà in là vậy không? Ông Phật đã nói cái câu này nè, con người đó 10 phần mê muội cả 10, ai cũng 10 hết. Bây giờ con đưa cái này là con tẩy não một cái, chịu nổi không? Mấy con mê muội chịu nổi không? Nó thích mê mà. Ta thích mê mà giờ con muốn ta không mê con giả không? Thành ra khó. Về cái giáo lý này xuất bản đó, nó có nhưng mà khó xuất bản. Nó thiệt còn đó. Mới có 60% mà nó đòi đốt cái chùa rồi. Con suy nghĩ đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hiểu, con xin hỏi tiếp một ý nữa trong cái phần đấy ạ. Là lợi ích của việc công bố xuất bản nội dung quyển giáo lý đạo Phật đối với đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cũng như sự phát triển của quốc gia là gì ạ, thưa bác? Bây giờ mình không có nói về an ninh quốc phòng, chính trị gì đó, mà bây giờ nói là con người mình không biết, công bố thì con người Việt Nam sáng suốt biết hết, có vậy thôi. Là nói về trí tuệ con người Việt Nam thôi, chứ còn đừng có nói về an ninh quốc phòng, cái đó nên nó đi sai. Ở đây là Đức Phật ông muốn mở, ai cũng có cái tánh Phật, tri kiến Phật của mình. Ông Phật muốn mở cái tri kiến Phật mình. Nếu mà mở rồi thì không có tin tầm bậy. Nó có vậy thôi. Chứ còn gì an ninh quốc phòng nó khác. Mình không xen vô. Bây giờ con người ta, ông Phật nói 10 phần mê muội có 10. Giáo lý ra thì đó là tinh hoa. Sáng, cái đầu nó sáng trưng luôn. Giống như cái bông nó sáng trưng ra. Cái bông là gì?
và bóng đèn điện đó. Hồi trước có cái bóng đèn nó giống như cái bông cái gì, nhưng mà không có điện nó không sáng, mà chấm điện vô nó sáng trưng. Rồi cái gì cũng có, cũng biết hết, chứ còn không ảnh hưởng tới cái khác. Nhưng mà nên nhớ rằng cái mà thí dụ bây giờ nói về an ninh đi, người ta mê muội thì người ta mới vi phạm cái luật pháp, gọi là mê tín đó. Mà giờ cái này rồi ra rồi người ta không còn mê tín nữa, thì cái ngành mà kêu bằng luật an ninh đó, nó không có nặng nữa, nó không có nặng về vấn đề mà mê tín nữa. Nó chứ bây giờ này nhà nước đang quản lý các tôn giáo mà sự thật không biết quản lý cái kiểu gì mình không biết. Mà vừa rồi thì chắc có lẽ là cái ông Phật ông nói là kêu là kêu bằng phải tất cả các đạo phải kêu bằng nghiêm chỉnh thực hiện cho đúng với cái giáo lý của anh đăng ký cái gì phải làm cái đó à. Còn nếu mà anh đăng ký cái đó mà anh không làm đúng là tôi phạt anh, cao nhất là 60 triệu á. Mà báo, tất cả báo nhà nước đều đăng cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con hỏi sang ý khác là điều kiện căn cứ pháp lý, vai trò của các bên trong và trình tự của công bố xuất bản của giáo lý, thì con xin hỏi từng ý một ạ. Ý thứ nhất, điều kiện và căn cứ pháp lý như thế nào để giáo lý đạo Phật chắc chắn được công bố và xuất bản ra, thưa bác? Thế này con hỏi về nó trật rồi. Bây giờ nguyên tắc sách đưa ra nhà xuất bản tôn giáo, nó thấy được nó cho, không cho thôi, chứ mình không có nói điều kiện gì đấy. Mình bác không có đặt cái điều kiện gì. Bây giờ tôi có nè, tôi có cái quyển giáo lý vậy đó, giờ tôi đề nghị ông cho xuất bản không? Ông nói câu người ta cấm, chưa cho được vậy thôi. Hỏi ai cấm? Ông biết. Có nghĩa là nhà xuất bản nói là sách cô Nguyễn Nhân bị cấm, không cho xuất bản. Có vậy thôi. Mà không nói ai. Rồi sao? Thì bây giờ hồi đó bác cũng khôn á. Mấy quyển kia bác in nhiều. In giờ còn. Chứ không hết là hết in được rồi. Thấy không? Thì cái quyển giáo lý này có người ta cấm, không cho ra. Rõ ràng vậy. Con không tin, con hỏi nhà con hỏi nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội coi, thuộc Bộ Nội vụ. Tại sao cái giáo lý này ông Nhân cũng xuất bản mà không cho? Thì giờ nhà xuất bản nó nói tại có người cấm không cho, có vậy thôi. Mà nên nhớ một điều á, cái quyển giáo lý này ra đó, bác không bán mà bác cho. Ai mà xin bao nhiêu bác phải cho hết nha, không lấy một đồng nào. Nhưng mà bác cũng mười mấy cái quyển sách kia bác có bán, và nó có dư số tiền để cho lo cái vụ giáo lý này nè. Nếu cho thì bác có tiền, không có bác để đó, bác sẽ để cho cái ngân hàng đó, rồi mỗi tháng lấy được vài chục triệu ra, còn mấy thì ra in hết thôi, thì cũng tính hết rồi. Có nghĩa là bác, từ khi bác viết sách ra, bác bán có lời thì bác lo cho chùa và lo cái sách. Hoàn toàn bác không lấy một đồng tiền nào trong cái quyển sách. Vì cái bác đã hứa với Thiền Tông Sư Đức Thảo đó là con mà làm mà lấy cái này mà tiền lời con sẽ sung vào trong cái chùa và cái quyển sách hết, chứ bác không lấy. Bị bác có cái nghề mà nghề sống ăn còn không hết mà làm sao lấy cái tiền chùa làm gì, lên sách làm gì, phải không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ có cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi thêm ý thứ hai ạ. Cơ quan hay tổ chức nào có vai trò quyết định đến việc cho phép công bố và xuất bản quyển giáo lý đạo Phật, thưa bác? Người chịu trách nhiệm chính trong việc công bố và xuất bản quyển giáo lý đạo Phật là ai, thưa bác? Cái đạo này là do Bộ Nội vụ quản lý, thì do Bộ Nội vụ, thấy không? Nó thôi, vụ việc trong nước là của Bộ Nội vụ, quốc phòng là của mấy người ta lo về biên cương, thấy không? An ninh là ngành cảnh sát. Mấy cái thì bây giờ cái này cái quyển sách này nó nằm của cái Bộ Nội vụ lo cái này, mà cái người chịu trách nhiệm chính là nhà cục xuất bản chịu này, mà người cấp thực thi giấy nhà xuất bản.
Nhà xuất bản cấp giấy thì anh phải nạp cái lưu chiểu lên trên cái cục xuất bản. Cục xuất bản chịu trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Anh làm tầm bậy, anh chết sáng chịu. Phân công, nhà nước phân công rồi. Thấy không? Thành ra cái huyện giáo lý này thì cao nhất là Bộ Nội vụ. Chịu trách nhiệm với Thủ tướng. Thủ tướng chịu trách nhiệm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm Tổng Bí thư. Đó, cái hệ thống của ta vậy đó. Cái này mà ra mà nó xáo trộn một cái là nó điều tra, hỏi tại sao? Tại sao cho ra? Xáo trộn hết mà. Trong lúc mà ban đêm á, mở cái đèn lên sắc trưng, sắc trưng lên. Cúp đó là mất luôn, không ai làm gì nữa. Hồi xưa là con không hiểu, rồi con mới làm này làm kia. Nhưng mà con hiểu cái tổ chức trái đất này, rồi con không làm gì hết, rồi sao? Trái đất sẽ là buồn tẻ luôn, buồn tên luôn á. Thấy không? Các tín ngưỡng, các này kia là hoàn toàn nó bị phơi bày ánh sáng hết. Thôi, chỉ nói hỏi thôi vậy chứ có không nói sâu chi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Thì câu trả lời vừa rồi của bác thì cũng có trả lời cho cái ý tiếp theo là con định hỏi là vai trò của chính quyền trong việc công bố xuất bản quyền giáo lý Đạo Phật thì bác cũng vừa trả lời rồi đấy ạ. Thì con xin hỏi thêm ý tiếp theo là vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc công bố và xuất bản quyền giáo lý Đạo Phật là gì ạ, thưa bác? Cái này con hỏi sai chỗ, bác đâu phải giáo hội mà hỏi. Cái đó con phải hỏi trực tiếp giáo hội, nghe không? Ông lãnh đạo về tôn giáo, thì anh là cái giáo lý nữa ra là có lợi có hại, ông phải biết, ông phải đi tìm cái này nè. Chứ bác làm sao biết? Nếu bác hỏi, bác chỉ là một soạn giả giữ cái này, tuy soạn giả chứ sự thật là kêu bằng giữ sách thôi chứ không phải là biên soạn gì đâu, nghe không? Thành ra đang giữ cái này xin xuất bản, cho không cho thì thôi, chứ bác không nói tiếng. Mẹ bác nói là cho thì xuất bản, không cho thì thôi, không có khiếu nại ai hết á, nói vậy thôi. Thời buổi văn minh rồi, muốn con người mà khôn thì cho ra để ta biết thôi. Chứ hồi xưa cả trăm năm về trước á, ta nói ông trời, thì con chưa biết ông trời chứ giờ sao, mà giờ khoa học nó nói ông trời đâu. NASA nó đâu có ông trời đâu, cái hành tinh thôi, chứ ông trời đâu. Mà ông Phật đã nói trước mấy ngàn năm, đây là chỉ hành tinh vật tư thôi, chứ không phải ông trời đâu trên đó. Nó có hành tinh ông trời, có thiệt, nhưng mà nó bằng điện từ. Nó trong cái tam giới thì điện từ 5 màu, là thuộc về dục giới, 12 màu thuộc về hữu sắc, không màu gọi là trời vô sắc. Ông trời chịu trách nhiệm cái hành tinh đó, giống như mình ở đây, loài người chịu trách nhiệm cho cái hành tinh tứ đại này. Chứ mà nhà ai nấy giữ hành tinh, ai nấy lo, ông trời xuống đây làm gì? Chứ xuống đây là cô hồn không, xuống dám không? Ông đi lang thang, nó móc túi không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi ý tiếp theo ạ. Nhiệm vụ và vai trò của Chùa Thiền Tông Tân Diệu trong việc công bố và xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật là gì ạ, thưa bác? Nhiệm vụ này là nhiệm vụ này cắt cái chùa ra để công bố cái này ra thôi, chứ có gì đâu. Con thấy á, cái chùa không đốt nhang, thấy không? Không lại, không cúng gì trời. Cắt ra để làm gì? Cắt để thằng Chủ Nhật công bố cái nói chuyện cái vụ này, truyền thiền với nó, ai thắc mắc hỏi như bữa nay còn thắc mắc có hỏi đó, có vậy thôi. Không ai đóng cửa lại, chứ không có cái gì. Con đi tìm không? Bây giờ mai mốt cho con làm tình báo con lại, là ngày thường con kiếm có cái thị nhang nào không? Đóng cửa cứng ngắt luôn, không cho ai vô hết á. Rồi làm sao ai vô lại? Không. Mà vô ở đây cái vô cái cửa ta để chuyên dạy giải thoát, muốn vô tôi dạy, sẽ dạy cho. Còn nếu mà vô đây cúng thôi đừng đi vô. Để cúng tụng lại lục cầu sinh thì có vô, cái chùa này không có xài cái đó. Cổng chùa người ta nói là chuyên dạy giải thoát, anh muốn dạy giải thoát hay Chủ Nhật đây, hỏi ta trả lời cho. Nó rõ ràng mà, chứ đâu phải là không treo bảng đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con xin hỏi ý tiếp theo ạ. Vai trò của nhân dân và Phật tử Thiền Tông trong việc công bố và xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật là gì ạ, thưa bác? Cái này con hỏi nó sai. Nhân dân cái gì?
cái giáo lý là nó thuộc về cái chùa này, mà cái người xuất bản là nhà xuất bản tôn giáo, mà cái người cấm là mấy ông thầy tu, có vậy thôi. Và con muốn gặp mấy ông này, con mới lại nhà xuất bản tôn giáo, con hỏi đó, tôi nghe nói cái chùa Tương Diệu nó có giáo lý xuất bản, ông không cho phải không? Ai cấm thì người ta chỉ cho. Chứ bây giờ con không nói nữa, chứ bây giờ nói hồi nếu mà giáo hội cấm, không ổng đâu có nói nữa. Rồi mình nói gì tầm bậy, ổng nói là ổng là thưa mình là tôi đâu có cấm đâu, phải không? Mà nói ông thầy thì phải đích trong thần, nói thì có sách mấy cái chứng. Nếu mà con nói ông thầy nào cấm mà ổng đi thưa là sao? Tôi đâu có cấm đâu, mà tại sao ông vu khống tôi? rồi sao dính cái tù tội không? Có nghĩa là cái này tôi biết rồi, thì có đề nghị nhà xuất bản nó không được. Cái này có người họ kêu bằng nhà xuất bản nói về này, có người chống đối, không có xuất bản được, vậy thôi. Đó, thì chống đối, ông nói là chỉ có người chống đối, mình biết chống đối, ai chống đối. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi ý tiếp theo, thì ý này thì con xin đọc cái một cái sự việc thực tế thì nó cũng... con hỏi đi con. Dạ bác ạ. Hết chưa? Gần hết chưa? Còn... Dạ, cũng còn mới được già nửa thôi ạ. để có nhiều khi rồi, để cho người khác nữa. Vâng, thôi được ạ. Thế thì con xin dành câu hỏi của con cho đợt sau ạ. Cho con hỏi một câu chót ạ. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn ạ. Thì cái này thì thôi con cũng đã chót hỏi đến đây rồi, con hỏi một ý này thôi. Thì ý này thì nó cũng lại, nó có một cái thực tế, con đọc hơi dài một chút ạ. Thôi, nếu nó trùng thôi. Trùng về con viết gọn lại. Vâng. Rồi nếu mà kỳ tới con có vô được không được thì gửi cho dạ, vâng ạ. Ban quản trị người ta hỏi. Vâng. Thế thì con xin hỏi nốt ý này thôi. Con xin nêu một thực tế, một cái sự việc thực tế như sau ạ. Khi chùa Thiền Tông Tân Diệu nói đang nắm giữ quyển giáo lý đạo Phật và có nói ra một vài nội dung trong quyển giáo lý đó, các Phật tử Thiền Tông nghe được đều thấy thuận lý và ủng hộ rất nhiều. Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến trái chiều và nghi ngờ về quyển giáo lý đó. Trong đó có cả ý kiến trái chiều từ chính những người trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng đồng thời, khi một số nội dung trích từ quyển giáo lý đó được chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày ra, cũng đã có rất nhiều Phật tử quay sang nghi ngờ nội dung đang được giảng dạy và hướng dẫn thực hành tu tập tại hơn 17.000 ngôi chùa thành viên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam trên khắp cả nước. Sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài cả mấy năm qua. Điều này rõ ràng đã tạo ra một làn sóng dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam và việc tu tập của các Phật tử. Con xin nói thêm, con có nghe nói đã rất nhiều lần chính chùa Thiền Tông Tân Diệu và cả nhân dân bày tỏ mong muốn được trực tiếp đối chất với đại diện giáo hội hay bất cứ ngôi chùa nào trên đất nước Việt Nam về nội dung trên, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng và không có phản hồi chính thức nào từ giáo hội hay bất kỳ ngôi chùa nào thuộc giáo hội. Qua sự việc trên, con xin hỏi, vậy tại sao trong suốt mấy năm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam không thành lập một tổ công tác nào để làm việc với chùa Thiền Tông Tân Diệu về nguồn gốc của quyển giáo lý đạo Phật, cũng như những nội dung mà quyển giáo lý đạo Phật đó đề cập để cho vấn đề được sáng tỏ trắng đen rõ ràng, qua đó giúp cho hàng ngàn các Phật tử trên khắp cả nước có được sự yên tâm thực hành tu tập theo đạo Phật, không bị nhầm đường lạc lối, cũng như tránh được những mê tín dị đoan hay tu theo tà đạo. Phải chăng giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cố tình làm ngơ, hay đây là sự cố chấp của giáo hội, hay giáo hội đang sợ điều gì ạ? Bây giờ cái câu chuyện này đó, con hỏi bác thì bác không trả lời được, nhưng mà bác chỉ cái cách con đi. Nhà xuất bản tôn, ban tôn giáo chính phủ các cấp á, chịu trách nhiệm quản lý về cái tôn giáo này. Thì chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến cái giáo lý này ra. Thì nghe nói thôi, chứ không phải là xác định, nghe nói là giáo hội không đồng ý. Thì con viết một cái thơ, con đề nghị lại với ban tôn giáo chính phủ á, đề nghị cho ông Nhân và người nào không đồng ý, đấu chất, ban tôn giáo làm trọng tài. Nếu ông Nhân hỏi mà ông Nhân mà trả lời không được, đừng có, bỏ ông, đừng có nói nữa, chịu không? Ok, nói liền. Thấy không? Còn nếu mà ông hỏi người ta mà ta trả lời không, mà ta hỏi là ông trả lời được, thì ông đừng có khóa người ta lại.
Luật mà, nhà nước cho tự do mà. Cái chuyện này muốn giải quyết được thì con phải viết một cái thơ lên ban tôn giáo chính phủ. Ông làm trọng tài mời hai ông này lại. Cái ông Nhân mà ông nói xuông thì cho ông lưu hành. Còn nếu mà ông Nhân nói không xuông, dẹp. Có vậy thôi. Đó, mình phải bởi vì gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cho tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chừng nào mà người ta nói mà ấp muốn á thì không được. Ông nói không rành, thôi cho ông nghỉ đi. Được thôi. Ha. Cái câu này thì con nên là hỏi đúng đúng là nhà kêu bằng ban tôn giáo chính phủ. Thì ban tôn giáo chính phủ được quyền là ổng quản lý tôn giáo mà cái chùa này ổng cũng quản lý dài. Thì giữa cái chùa này với cái mấy cái ông nào chống đối đó, mình không nói gì giáo hội, ông nào chống đối thì hai người vậy. Hai người này đấu chất. Còn ông ngoan cố, tôi phạt ông á. Ví dụ, ông Nhân mà nói tầm vậy mà tôi biểu ông đóng cửa mà không đóng cửa tôi phạt ông á. Phải không? Ông kia cũng vậy. Đó, thì con phải làm giải quyết cái vấn đề thì đương nhiên phải dứt khoát. Nhưng mà nên nhớ rằng, con một mình con thôi à, chứ không có rủ ai hết. Con một mình con rồi, con gửi ở đâu thì người ban tôn giáo mời con phải đến. Nhưng mà bữa nay bác nói, bác hứa là ban tôn giáo mời thì bác quân in, bác tới liền. Nếu mà cho ra xuất bản cái quyển giáo lý này, bác bao hết xã hội, kêu bằng nhà, kêu bằng đi lại tất cả từ tôn giáo mà người này kêu, bác lo hết, hậu trường bác lo luôn, bao nhiêu tiền cũng được, nghe không? Kể cả thuê luật sư mà giỏi nhất, ai phải, ai đúng ai sai, ông này nè, nhờ mấy cái ông luật sư này nè, ai đúng ai sai, bác lo hết rồi. Con chỉ làm vậy, con làm cái đơn đó là ông Nhân sẽ đài thọ toàn bộ chi phí về vấn đề mà cái quyển giáo lý ra. Đó, con làm vậy sẽ rất đúng luật á. Nghe không? Còn nếu mà con hỏi mà ban tôn giáo không nói chuyện, không trả lời thôi, sao con cũng làm sinh. Chứ biết sao giờ. Rồi, thôi. Con xin cảm ơn bác rất nhiều về đã trả lời cho chúng con rõ thông ạ. Con xin kính chúc bác cùng với ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sức khỏe thật dồi dào ạ. À. Còn số còn lại thì con xin được hỏi vào buổi giải đáp sau ạ. Con xin cảm ơn ạ. Vâng. Cảm ơn con. Chúc tất cả các Phật tử sức khỏe ạ. Tiếp theo xin mời thầy Thích Minh Đức ở Thủ Đức hỏi đặt tham vấn ạ. Alo, alo. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào ông Nguyễn Nhân. Tôi là Đại Đức Thích Minh Đức. Xuất gia mấy chục năm nay tại chùa Trà Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tôi thấy chùa Thiền Tông Tân Diệu này có những câu, có những tấm bảng ghi những câu hỏi rất là sốc, như cổng chùa Thiền Tông Tân Diệu có ghi câu mà không chùa nào ở Việt Nam và thế giới không dám để các câu chuyên dạy giải thoát. Thứ hai, cho hỏi đạo Phật tự do dù hữu hình hay vô hình. Ý thứ ba, tu thiền tông cốt để thành Phật. Vậy tôi hỏi ông ba câu này nên trả lời tôi không thông, nếu trả lời tôi không thông hay trả lời lạc đề hoặc trả lời ấp a ấp úng thì ông tính với tôi thế nào đây? Tôi nói điều kiện luôn. Một, ông phải xin lỗi tôi và những người có mặt tại đây. Hai, câu hai, ông phải đập phá bỏ các bản này, ông có chịu không? Rồi, hỏi chết chưa? Hết xong chưa? Rồi phải không? Dạ.
Dạ trước khi tôi cũng cảm ơn đại đức á. Hay dạ. Hỏi dám gì thì dám vô hang cột bắt cột ra. Thấy không? Bây giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu chuyên dạy giải thoát. Nếu mà đại đức mà hỏi tôi giải thoát mà tôi trả lời không được, đập tôi đập liền. Khỏi cần nói. Rồi đó là cửa thứ nhất á, tôi đồng ý đập liền. Cửa thứ hai, cho hỏi tự do, giờ muốn có hỏi gì hỏi. Tôi họ trả lời không được, phá bỏ liền, lấy xe máy cài lại ủi luôn. Thấy không? Chánh điện chùa tu chuyên dạy tu thành Phật. Nếu mà người nào mà tu mà không thành Phật được á, tôi đốt chùa luôn. Đó, tôi dám khẳng định như vậy đó, mà tôi tuyên bố rõ ràng vậy. Thấy không? Đó, thế là tu Thiền Tông cốt để thành Phật là phải thành Phật. Mà có dám thành Phật không? Phải không? Đó, thì ba cái ý đó tôi đồng ý. Nếu mà hỏi đi, bây giờ muốn hỏi được thì hỏi, không biết gì sao cũng được. Nếu mà tôi mà bất ba cái này mà tôi trả lời không được, hoàn toàn xóa cái chùa này liền. Rồi, tôi đồng ý á, Giờ bắt đầu đi vào ý chuyện. Ý thứ à? Vào chuyện đi. Ý thứ tư nữa. À. Còn nếu trả lời không thông ba câu trên, tôi tiếp tục hỏi ông một số câu hỏi, nói tóm lại hỏi khi nào khóa được miệng của ông thôi, để ông không còn bếp xếp nữa. Rồi bây giờ đại đức cứ hỏi, kêu anh em có mặt ở đây đưa những câu hỏi nào mà cho hóc búa đó. Nghe không? Cái bằng làm sao mà cho cứng cái họng lại đó. Thì hỏi, tôi đồng ý. Cái đó tôi mừng lắm ạ. Đừng có lo. Vậy bây giờ tôi xin hỏi câu hỏi số 1. Vậy ông Nguyễn Nhân giải thích cho tôi hai chữ giải thoát có ý nghĩa gì? Rồi chưa? Tôi trả lời. Giải là giải dụa, thoát là thoát ra. Giải dụa cái gì? Thế giới thì tiền bạc nó dính nhiều quá đó. Thì nó kéo mình đi luân hồi. Ông có tiền phải không? Nó dẫn ông đi Tây đi Mỹ á. Ông không có tiền có đi được không? Sao không có đi? Giải thoát là giải dụa, thoát ra. Trái đất này nó dính như keo. Và muốn thoát đi ra ngoài cái thế giới âm dương này nè, để về Phật giới á. Phật giới là điện từ quang, nó không có dính gì đâu mà. Còn thế này là trái đất này gọi là điện từ âm dương, hút dính, cái gì cũng dính hết. Thành ra đó, ông Thất Ca, ông chủ trương là giải dụa để thoát ra cái quy lực vật lý âm dương, trở về Phật giới thành Phật. Rồi muốn thành Phật xong rồi, tái nhập ta bà, làm thầy tu độ người ta. Nhưng mà nên nhớ là nhập ta bà làm thầy tu mà phải kiến tánh mới là thầy tu được nha. Còn chưa kiến tánh được làm thầy tu. Hiểu chưa? Rồi. Rồi tôi xin chấp nhận. Rồi chấp nhận. Rồi tôi tiếp tục vào câu hỏi 2. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết cõi các tổ chức cõi vô hình như thế nào? Này dễ ợt, dễ nhuyễn cơm. Trái đất này là ngũ thú tập cư. Ai cũng biết, Đức Phật nói ngũ thú, người, thần thánh, tiên, cao quỷ, người là mình biết mình rồi. 16 thứ tánh đủ thứ chuyện hết. Thần có hai cái nhiệm vụ cho tánh Phật vào đây mượn thân tới người tạo công đức. Nếu mà tạo công đức thì cho về, còn tạo nghiệp ở đây thực thi nhân quả, cho đi nhân quả. Đó là thần đó, nhiệm vụ của thần đó, thánh à. Giúp con người vô đây, phải giúp con người sống an nhàn, sống thánh thiện. Vô đây làm tầm bậy thì nó bị đập ráng chịu. Tiên vô đây an nhàn, đừng có tu. Nhớ là đạo tiên chủ trương là tiên là chỉ giúp cái thánh Phật vô đây, đừng có tu, vô để tạo công đức về cho ông tu là ông bị nhân quả đó. Hiểu chưa? Thần thánh tiên đó là có cõi vô hình à. Còn ngạo quỷ là sao? Xúi đủ chuyện á.
Người ta chết ở tù, ở chết ở tù tiền bạc chi cũng rồi, ngạ quỷ nó suối đó, nó ta biết. Đó khỏi hình là. Bây giờ tự nhiên thầy đi cái hộp hỏng trong túi không có tiền. Thấy cái gì cũng ham. Ham rồi vậy. Rồi sao? Không có tiền làm sao mua? Chôm lại dính cái nhân quả liền, phải không? Đó. Đúng vậy. Đúng không? Thầy đúng không? Tại vì tham thôi. Mình không có là thôi. Kể là mình sống ở đây, mình sống đúng với cái phước của mình. Có phước của mình có 10 đồng thì ngày nó xài 10 đồng thôi. Phước có 10 đồng mà xài 100 là sao? Thiếu nợ. Rồi bị nhân quả. Thiếu nợ là bị nhân quả. Đồng ý chưa? Vậy tôi đồng ý. Rồi, cảm ơn. Vậy tôi xin hỏi câu thứ ba. Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết. Thiền Tông có thể thành Phật, vậy công thức tu ra sao? Dễ à, dễ những cô mà tại mình không muốn thành Phật. Phật là gì? Phật là người đó thấy, nghe, nói, biết thanh tịnh, đừng có dính. Còn nếu mà mình mà phàm phu, thấy đẹp quá, muốn mua, giàu dính. Mà không có tiền, quên trả tiền người ta là sao? Bị nhân quả. Ông cảnh sát là đó, ông mua mà ông quên trả tiền là ông bị nhân quả đó. Thấy không? Thấy. Có nghĩa là muốn làm Phật là thấy nghe, không biết thanh tịnh, không có dính gì hết á, là Phật rồi đó. Còn nếu mà dính là phàm phu, có vậy thôi. Đồng ý chưa? Vậy tôi đồng ý. Đồng ý với vỗ tay. Vậy ông cho tôi tiếp tục câu hỏi 4. Ông Nguyễn Nhân trả lời rất hay. Tôi tiếp tục hỏi câu 4. Ông Nguyễn cho tôi biết Bát Nhã Ba La Mật là gì? Chữ bát là bát nhã, trùm khắp ba la mật, thanh tịnh. Là nói cái gì? Là Phật nói là cái tánh của mình đó là nó trùm thanh tịnh mà nó trùm khắp. Đó. Bát Nhã Tâm Kinh là cái gì? Là cái nói về cái tánh Phật của mình. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà cái này ông phải trả lời thẳng thắn, không có quanh co. Đâu thì đó, thì bởi vậy giải thích vậy thôi. Thầy hỏi tôi Bát Nhã Ba La Mật phải không? Bát Nhã là trùm khắp, Ba La Mật là thanh tịnh. Rồi, khỏi quanh co. Hiểu chưa? Được không? Được không? Được hay nói được? Không được hay nói không được? Vậy tôi đồng ý. Đồng ý không? Vậy cho tôi tiếp tục câu hỏi 5. Rồi. Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao các chùa hiện nay tu không chùa nào treo bảng hiệu ghi rõ rằng pháp môn tu, xin giải thích cho thuận lý. Thế này nếu mà tôi giải thích mấy ông thầy đập tôi đó. ông phải đi vô cái chùa ông hỏi. Thấy không? Đây tôi giải Thiền Tông thôi. Còn người ta không treo bảng thì lại hỏi chùa ta. Chùa ông có treo bảng không? Có. Có phải không? Treo bảng gì? Tu tịnh độ. Tu tịnh độ đi đi đâu? Ở bà bốn rồi phải không? Tu tịnh độ để về cõi tịnh độ. Nhưng mà tôi nói cho thầy biết nè. Bây giờ tịnh độ á, là bây giờ ông Phật nói là ở vòng 2, vòng 3 tam giới. Mà bây giờ đi đây á, thằng Mỹ nó lên trên mặt công trăng, nó nằm ở trong cái còn cái hệ thống trái đất nè. Có tiền mua, có tiền đi không? Bây giờ đi vòng vòng trái đất này chút xíu mà 2-3 triệu đô á, đi có hai mấy tiếng đồng hồ á. Mà lên mặt trăng á thì ngày là 1 tỷ 4, con lên tịnh độ 1.400 tỷ tỷ Mỹ, thầy có đi không? Thầy tu mà thầy đi nổi không? Mà thầy, tôi hỏi thầy nè, mà thầy tự đi không hay là thầy vũ người ta đi? Nếu thầy tự đi thì thầy tu không được nè, thầy đâu có tiền đâu đi, không đủ ăn, không đủ ăn mà làm sao có chuyện lên tịnh độ. Mà nếu mà rủ người ta đi á, phải rủ người giàu. À, tôi rủ cho anh chị đi, đi với tôi, bao tôi luôn, bao tiền xe cho tôi. Một, bây giờ tôi nói ở đây nè, ra Mỹ á,
xài một ngày là tôi cho 500 ngàn tiền Việt Nam đi, mà lên tịnh độ ở 10 ngàn năm, cứ tính đi, tính bằng tiền Mỹ thôi, có tiền đi không, tiền lên là lỗi không? Thầy tu tịnh độ là thầy chết. Lên tịnh độ là lên cái hành tinh để hưởng phước mà, cực lạc mà. Cực là cực kỳ, lạc là vui sướng cực kỳ. Giống như kiểu mà qua Mỹ chơi hết ga luôn, vui lưu vô lách ba gách hết ra được. 10.000 đô vô hơi 5 phút rồi mất hết. Phải không? Mà thầy dám tu tịnh độ không? Thầy đâu có tiền đâu tu. Tôi bảo lắm, chừng nào thầy kinh doanh mà ở trái đất này giống như Bill Gates của Mỹ á, thì nên tu tịnh độ được. Ông có mấy chục, ông chung mấy chục tỷ á, ông đi được. Còn thầy có nổi không? Có nổi mấy chục tỷ không? Nếu mà thầy không có là thầy tu thì là thầy tự sát. Giống như bây giờ nè, công ty du lịch người ta nói giờ tôi đi Mỹ á, 30.000 đô một 2 tháng tôi về, mà thầy có được 30.000 đô không? Nếu không có mà cái thì ra thầy nói công ty đưa cho thầy đi, nó có đưa không? Thầy tự sát. Thầy mà tu tịnh độ là thầy tự sát, không khi nào đi được. Không khi nào đi được rồi thầy bài đủ chuyện hết là coi chừng á. Coi chừng thầy đi đâu á. Thấy không? Dám không? Bây giờ tôi hỏi thầy dám tu tịnh độ không? Hay là thầy theo cái bản? Theo cái bản không dám tu. Thấy không? Rồi thôi bỏ đi, bỏ tu tịnh độ. Thôi tu. Đây nè, tu giải thoát không có đồng nào hết á. Thầy làm ơn đi ra ngoài kia, tôi nói tù này chu giải thoát đó. Thầy dẫn lên đây, nó chỉ cái, thầy giải thích 5-3 cái, thầy có công đức rồi, chết về, phải ru. Nghe không? Còn những cái câu hỏi rồi thầy hỏi cho hay đi. Ở ban quản trị nó phát lên mạng mai mối của thầy có vô lượng công đức luôn á. Về mặc áo vàng luôn á. Nghe không? Rồi đồng ý chưa? Rất là đồng ý. Chắc đồng ý. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy cho tôi hỏi câu số 6. Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, trong Đạo Phật có kinh nào dạy Phật tử cúng dường cho các vị tăng? Có. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cúng dường một tăng giữ giới. Cúng dường 100 tăng không giữ giới không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới. Cúng dường 1.000 tăng giữ giới không cúng bằng cúng dường một A-la-hán. Cúng 1.000 ông A-la-hán không bằng cúng dường một Bích Chi Phật. Cúng dường 1.000 Bích Chi Phật không cúng gần bằng một vị Phật. Cắn cúng dường 1.000 ông Phật không cúng bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Đó, chạy cúng dường đó. Thầy về á, để cho cái chùa thầy á, cúng dường này, đi mua ông ấy thì từng tới là nên cho cái bản cúng dường kính đàng hoàng, gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Thấy không? Cúng, nếu mà nói thiệt ra thầy mà cúng đưa cái bản này lên cái chùa thầy, nghĩa là giống như chùa Bà Đanh, không ai tới. Biết không? Biết chùa Bà Đanh ở ngoài Bắc không? Không ai tới hết. Thấy không? Rồi tôi hỏi tiếp đi, thầy hỏi rất hay. Vậy tuy tôi, thầy nói nó không ấy nhưng mà cái này phát lên mạng, thầy có công đức nhiều lắm. Hỏi đi. Vậy tôi rất đồng ý. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, trong Đạo Phật có, tôi đi vào câu hỏi 7, ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, tại sao các thầy tu hiện nay không có vị nào biết công thức giải thoát? Này dễ ở công thức giải thoát nằm trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, xuất bản ai cũng biết hết. Thầy có quen ai không? Thầy mà năn nỉ người ta cho xuất bản cái quyển này là công đức vô lượng, công đức còn hơn cái người mà hồi sáng mà 37 tỷ năm mới về đó. Thấy không? Nhưng mà tôi biết thầy ở đây bao lâu tôi biết rồi đó. Có 60 tỷ rồi. Có 60 tỷ rồi. Mà thầy mà được cho xuất, làm sao mà xuất bản được quyển giáo lý này về cấp tốc? Không phải một Phật đón đâu, mà 10 ông đón. Chịu không? Chịu không? Thì cứ làm đi.
hỏi thì hỏi cho hay đi. Dạ, thầy anh em ban quản trị ta phổ biến đây là thầy đương nhiên công đức vô lượng đó. Chưa có ai phá cái chùa Tân Triệu kiểu này mà thầy chữa họ rất hay, dám đi thẳng vô, dám đi thẳng vô từ ngoài cổng vô chánh điện luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy tôi thấy rất là thuận lý. Ông hãy cho câu hỏi 8. Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao các thầy giảng đạo nói rằng tu hành vô số kiếp mới thành Phật được, lý do gì các thầy lại nói như vậy? Này dễ hợp cả. Cái này ông Phật nói, tại mấy ông thầy nói theo ông Phật. Ông Phật ông nói câu này nè: muốn nấu cơm thì lấy gạo bỏ vô nấu thành cơm. Còn ông muốn ăn cơm mà ông lấy cá không bỏ vô cái nồi ông nấu, vô số kiếp ông không có cơm mà ăn. Đặc chủ này, tu thiền tông thì phải hiểu cái công thức giáo lý của nó, tu thì mới đúng. Còn tu mà không có giáo lý, không có công thức thì tu mù rồi sao? Thì vô số kiếp thì tu hoài như vậy, phải không? Vì thế mà Đức Phật có nói câu nè: nấu cát mà muốn thành cơm phải vô số kiếp mới thành được, chứ chưa chắc thành được. Còn nếu muốn thành Phật, tu đúng giáo lý, thành liền. Bây giờ nè, trong cái bản kinh Đức Phật có dạy nè: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, thấy biết mà lập thay cái biết là vô minh. Tri kiến bất lập tri, tri kiến mà không lập theo thấy biết tức tánh niết bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh là tất nhiên là sao? Có tiền ông Phật nói thôi về đi ông. Ông có công đức rồi đó. À, sẽ về dễ ợt. Còn muốn về liền dễ ợt. Mua mấy viên thuốc ngủ uống vô cái ngủ đêm luôn. Người ta uống có một viên người ta ngủ, còn uống 20 viên vô mai khỏi ngủ luôn, mai khỏi sức luôn. Rồi đi luôn, về luôn. Được, có thần rước mà về luôn. Thấy không? Muốn bây giờ, đời bây giờ là muốn về Phật giới vậy. Có công đức muốn về, đêm sáng về liền. Ra dành vô tay, thuốc ngủ mà uống viên, mà uống 20 viên vô. Ngày mai đi về luôn. Hiểu chưa? Rồi tôi nghe rất là thuận lý. Dạ ông Nguyễn Nhân trả lời câu thứ 9. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao pháp môn giải thoát ở Việt Nam duy nhất chỉ có chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra, các chùa khác không chùa nào dạy? Cái chùa này là nối tiếp dòng Thiền Tông, thấy không? Do ông Thích Ca giao cho Long Nữ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng, ông Thích Ca ông giao cho Long Nữ cái kinh vô tự này, bảo đến đời mạt thượng pháp công bố ra, thì mới công bố nay 5 năm rồi đó, ngày 14 tháng 5 2017 đó, nay 5 năm đó. Chứ bây giờ là cái này ông Thích Ca ông giao có cái, mà lịch sử ghi đàng hoàng chứ không phải là mơ hồ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng, đến đời mạt pháp cái pháp môn Thiền Tông này Long Nữ phải cho công bố ra. Long Nữ ở nước rồng của đất rồng, nước rồng là nước Việt Nam, nước rồng là con rồng con tiên đó. Nước Việt Nam là đất Long An, Long là rồng, An là nằm nghỉ đó. Thấy không? Không biết là sao bà bây giờ bà hồi trước bà làm công chúa mà giờ bà đẻ thành là bà bản giải, bà giờ đẻ ra thằng con thằng Nguyễn Nhân á. Thằng Nguyễn Nhân biểu mày phải công bố ra. Dạ mẹ biểu mà không lẽ không dạy mẹ cãi, hiểu không? Kêu bằng con không được quyền cãi mẹ. Thì mẹ biểu làm sao làm vậy, hiểu không? Chắc này ông cũng mà bả suối ông lời hỏi này, hiểu không? Rồi tốt, không sao. Ông hỏi cái này là có công đức nhiều lắm, khỏi cần làm gì cho mệt. Tôi nghe vậy là tôi cũng nghe rất là thuận lý theo lời giải thích của ông. Vậy cho tôi hỏi tiếp theo, câu hỏi số 10. Ông hãy cho tôi biết lý do gì mà người tu theo đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam không giữ giới. Ông giữ giới phải không? Không giữ giới thì đúng rồi, tu Thiền Tông không giữ giới.
Nếu mà ông tu thiền tâm mà ông giữ giới là ông, thì tụi kia nó vô nhà nó hút à. Có nhiều nó hút hết. Anh vô đây, ông hút tôi đọc anh gửi dò. Đánh người ta là sao không giữ giới. Thấy không? Giữ giới là để cho cái người mà tu yếm thế, tu tiểu thừa yếm thế ta mới giữ giới. Tu thiền tông bắt trước ông Trần Nhân Tông, giặc trăm lần là nước tôi bị ông không ra tôi đập ông chết á. Nếu mà giữ giới thì đâu dám đánh ra giặc, thấy không? Nó lấy nước mình sao? Còn nếu giữ giới mà nhà ông mà nó vô nó hốt hết rồi sao? Không giữ, thiền tông không giữ giới, nhưng mà tuân thủ nhân nghĩa lễ trí tinh, tuân thủ cho đúng, không giữ giới hết. Nếu mình giữ giới là tức là giữ giới là không có dám giết ai, không có chửi ai, không đánh ai, bởi là giữ giới. Là tôi không có ông học tôi, ông tôi nhân nghĩa với ông mà ông làm tầm bậy tôi đập ông, thế vậy thôi, chịu chưa? Vậy tôi xin rất là cảm ơn ông. Thì bây giờ tôi tiếp theo tôi hỏi câu hỏi số 11. Ông cho tôi biết thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào mà ông lại mặc áo thiền tông sư? Ai phong cho ông? Có phải giáo hội Phật giáo Việt Nam phong không? Hãy trả lời cho tôi biết. Bây giờ nè, tôi đã cắt với thiền tông là cái thiền đi theo cái tông dòng, sư là ông thầy, ông thầy mới dám ngồi lên. Cái bản là bí kíp đã được truyền bí kíp thiền tông, đọc kể đây, đã được truyền bí kíp thiền tông. Một thiền tông sư là phải có cái tư cách này, là muốn hỏi gì cho hỏi. Bằng của tôi, thiền tông sư Thích Đức Thảo và Thích Đức Hà cấp cho tôi ngày 15 tháng 10 1958, là 60 mấy năm, mà tôi không dám đưa ra, mà đợi khi nào mà chuẩn bị có một tu sĩ hỏi tôi mới mặc. Mà nay ông họ ông hỏi tôi mới mặc, để ông hỏi nó nguyên tắc vậy. Nếu chữ thiền tông sư này cho hỏi tự do, bây giờ cứ lên hỏi đi, không được đạp cái bàn té, đạp cho té cái ông Nguyễn Nhân này đi, ông xạo ông chứ làm gì có thiền tông sư, phải không? Dám chơi vậy, có ai dám chơi liều mạng như tôi không? Bây giờ ông chịu khó về nói đồng đạo hỏi mấy sư huynh mới đại đức chứ gì, đại là lớn, đức lớn thôi, kiếm mấy ông thượng tọa đó, thượng tọa là thượng là cao, tọa là ngầu, ngầu cao, ông đại đức thôi. Cái đại đức này nè, ông mang danh đại đức mà ông hiểu đại đức là cái gì không? Muốn nghe đại đức tôi nói cho nghe, nghe không? Nghe phải không? Tôi muốn nghe. Đại là lớn, đức là đức lớn. Mà đức ở thế gian này nó có ba cái loại đức: công đức, ác đức và phước đức. Ông là đức nào? Ông đại đức ba cái đức này nè: công đức, phước đức và ác đức. Ông là với đức nào? Đâu trả lời coi. Theo tôi là tôi sẽ chọn công đức. Công đức hả? Làm sao? Làm sao có công đức? Bữa nay ông tạo công đức á. Với lại ông hỏi là làm tạo công đức. Còn nếu ông đi lừa ta là ác đức. Không? Bởi vì trên thế giới này có ba loại đức: công đức giúp người ta hiểu cái đạo, bây này ông đang nói cái này là ông giúp ta hiểu đạo. Còn phước đức anh giúp người ta, giúp người ta an vui là không phải là giàu, nghèo đừng có phước đức nổi đâu. Còn ác đức đi lừa người ta đó là ác đức. Giác ngộ giải thoát không biết mà cái đi dạy đó, là chết rồi, lạc đức đó. Thấy không? Vì thế mà mang cái đại đức thì phải ta hỏi chứ, ta hỏi mày mối hỏi chứ, đại đức cái gì, đức gì? Tôi có công đức. Hỏi sao? Sao tôi có? Giờ đâu tôi hỏi chùa Tân Diệu á, sao vỗ tay lắm á, mỗi người vỗ tay tôi có một công đức á. Thấy không? Bây giờ con kêu người ta vỗ đi, vỗ nhiều vỗ tay. Mỗi vỗ tay ông hỏi mà người ta vỗ tay là ông có một công đức á. Thấy không? Tôi đâu có làm gì đâu. Đó, quay coi, dồn qua ta hỏi. Thấy không? Đó, bây giờ tôi mới mở cái đức cho ông thấy. Ông không có ác đức, mà ông có công đức, mà ông không có phước đức. Chứ phước đức là ông phải làm từ thiện, có tiền đâu làm.
Mà giờ ông hỏi câu này là người ta hiểu hết á, thì ông có công đức. Vì thế mà đại đức công đức phải giữ giờ về lại ngày ghi cái bản nè, tôi là đại thích gì á, đại đức công đức nhiều chứ không phải là ác đức nha. Chịu không? Bữa nay tự nhiên ông đến đây ông hỏi ông có công đức, công đức nhiều á. Chưa có ai hỏi mà vỗ tay. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy hôm nay tôi nghe cũng rất là thuận lý. Thì bây giờ tôi xin hỏi tiếp là câu hỏi 12. Ông hãy cho tôi biết, nếu đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông Việt Nam không cho tu, vậy đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông lập ra để làm gì? Bây để giờ... làm gì? Rồi chưa? Thì... Rồi. Rồi hết câu hỏi chưa? Hết câu hỏi. Bây giờ phải hiểu này nè, tu là cái gì? Tu là sửa, phải không? Tu là sửa. Mà bây giờ con người ông hư cái gì mà ông sửa? Nói nghe coi. Thấy tôi thấy đẹp trai quá làm gì có việc sửa. Tu là sửa. Tu sĩ, như là tu sĩ. Sĩ là học. Học cái gì? Học giáo lý. Có giáo lý không? Chưa có. Chưa có, bây giờ lộ ra là tu sĩ giả. Phải không? Bây giờ tôi nói thiệt là bây giờ hỏi cần tu sĩ. Bởi vì nguyên tắc tu là phải sửa. Sửa mà sĩ là học. Học cái gì? Học giáo lý. Tôi học giáo lý để tôi sửa. Để tôi sửa cái tham sân si của tôi đã thành của người hoàn thiện. Tôi tạo công đức tôi về. Bữa nay bắt đầu tạo công đức đó. Chính ông hỏi mà ông không biết là ông không giải thích nổi cái tu sĩ nữa. Thấy không? Bao giờ tôi giải thích đó. Mà tôi giải thích cái này mà người họ hiểu á, là lý do tại sao họ hiểu. Ông hỏi tôi, đại đức hỏi tôi, đại đức vô lượng công đức hỏi tôi. Bây giờ tôi xác nhận ông là đại đức vô lượng công đức hỏi, chứ không phải là đại ác đức hỏi. Đó. Thì hỏi rất hay. Thì mai mốt mà về đệ tử hỏi lại á, tôi đại đức chánh hiểu á, đại đức công đức vô lượng, tôi chứng minh. Tôi hỏi người ta vỗ tay dữ lắm. Nói một người vỗ là có một công đức đó. Hốt bữa nay hốt công đức đó. Nửa về đó là kêu bằng chư Phật rước á. Thấy không? Chứ không phải là tự theo qua tiêu về đâu, đừng có lo cái này. Trời hỏi tiếp đi, sao chúc mừng nha, chúc mừng bữa nay thầy đến đây hỏi hốt công đức á. Vậy bây giờ tôi nghe cũng rất là thuận lý. Bây giờ ông cho tôi hỏi tiếp là câu 13. Ông cho tôi biết, ông tự xưng là viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, giáo hội không phong cho ông, vậy lấy tư cách gì ông xưng là viện chủ? Bây giờ câu hỏi thì cũng hay, nhưng mà ông chưa có sâu sắc về cái viện chủ. Bây giờ tôi hỏi ông là ông cất cái nhà, ta kêu ông chủ nhà cái gì? Rồi người hàng xóm ta, cái người chợ lớn anh tới nói, ô viện chủ, gia chủ là người Trung Quốc hỏi, còn cái chủ nhà người Việt Nam hỏi. Tôi đây viện chủ là tôi xưng theo kiểu người Tàu. Chứ còn nếu mà tôi ở đây, nếu mà chủ chùa thì tôi nói theo cái tiếng người Việt Nam, thấy không? Còn nếu mà tôi nói là viện chủ thì tôi nói theo tiếng Tàu. Cái đâu có gì đâu khác đâu. Còn giáo hội là làm sao biết cái vụ này mà ông không? Có nghĩa là giáo hội á, giáo hội mà muốn á thì ông mà ông phải chỉnh tôi vấn đề cái giáo lý thì giáo hội ông có biết cái văn học của Phật giáo không mà ông dám đề thiền sư, thiền tông sư gì đó, ha? Còn ông hỏi đây là hỏi về cái văn học của cái thế gian thôi. Tôi xưng viện chủ, đây là tôi nói bằng tiếng Tàu. Mà cái ông mà thiền tông sư Thích Đức Hà, ông là người Tàu chứ không phải người Việt Nam. Thì ông kêu tôi nữa, con á, tiếp nói mẹ con cái chùa này con là viện chủ nghe không? Dạ, thì biết vậy đâu, chứ lúc đó 20 tuổi nói gì nghe lấy thôi, con đi học mà. Nghe không? Trả lời về thỏa mãn chưa?
Rồi tôi rất thỏa mãn. Vậy tôi tiếp tục hỏi câu 14. Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết người xuất gia mấy chục năm nay như chúng tôi giữ 250 giới, đứng vào hàng thanh văn duyên giác, thế mà còn không dám dạy giác ngộ và giải thoát. Còn ông là người chưa cạo đầu lần nào, như vậy ông lấy tư cách gì để dạy người ta giác ngộ và giải thoát? Câu hỏi của Đại Đức thì câu hỏi Đại Đức Vô Lượng này nè, nó sai. Tôi đâu có dạy giác ngộ giải thoát đâu, tôi in cái sách ra rồi với thầy bữa nay nè, hỏi tôi trả lời chứ tôi có dạy đâu. Người ta đây bà con đừng nghe rồi muốn hỏi gì tôi trả lời, hoàn toàn tôi không dạy tiếng nào hết. Mà tôi viết bằng sách, ra sách, ta thấy hay, ta tới đây ta nghe, thắc mắc sao nghe, chứ tôi có dạy đâu. Dạy là tôi phải mở lớp à, có tấm bản đàng hoàng, tôi viết, tôi dạy. Cái này tôi đâu có dạy, tôi ngồi đây nè, trả lời, giải đáp ở đây, thầy đang là tham vấn, tức là hỏi tôi. Nghe không? Còn bên đây là tiếp nhận câu hỏi này, nhớ là nó rõ ràng. Hai bên là trợ giúp tôi, chứ tôi có dạy đâu. Tôi có cái ban bệ đàng hoàng, ban bệ trợ giúp và các bạn nhận câu hỏi, thầy là tham vấn. Rõ ràng, không có dạy. Thấy không? Thầy hỏi này hơi sai, nhưng mà không sao. Công đức không bồi là vì thầy không chấp. Thầy đồng ý á, thì thầy công đức có ngàn, mà thầy chấp một cái là mất công đức á. Chịu không? Trả lời tôi vậy, đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý phải không? Rồi công đức tròn vẹn. Vậy ông cho tôi tiếp tục hỏi câu 15. Ông hãy cho tôi biết tại sao ông A Nan Đà giỏi bụi biện luận mà không ngộ đạo? Rồi chưa? Biện luận là cái ông nói dốc. Ngộ đạo là cái ông thấy, tri kiến thấy thôi. Cái ông nói dốc không khi nào thấy được. Thấy không? Có ông đi mấy cái người mà người ta khôn không khi nào ta ra đường, ta chợ, ta nói đâu. Thấy không? Ông anh đã là nói cái miệng thôi. Còn cái ngộ đạo là cái thâm sâu, ta nhìn thấy được tận bằng con mắt Phật của người ta, không đi khoe người khác. Con khoe là nó mất liền. Ông A Nan Đà không biết cái lý do này thì là ông làm, nhưng mà cũng may nhờ ông Phật nói là về sau mà Hà Ca Diếp ông truyền cho ông này nè, ông ngộ thiền á, ông mới truyền nha. Vì thế mà ông Hà Ca Diếp hỏi ông rồi mới xuất ra được 64 câu kệ. Thì ông Hà Ca Diếp mới truyền thiền, ông làm tổ thứ hai. Lúc đó hết bếp xếp rồi, ông ngộ thiền ông hết bếp xếp rồi, chứ hầu chưa ngộ thiền cũng bếp xếp gì lắm, ông nói dữ lắm. Khi ngộ thiền biểu nói không nói đó, hiểu chưa? Giống như là hồi đó mình không hiểu, mình đuôi mình mù quá, ưa đi ưa nói này nói kia, người ta nói là dốt hay nói khi bằng xấu hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ, mà khi người ta đã hiểu rồi không thể nói nó thật, càng nói càng chết. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy tôi xin đồng ý. Tiếp tục tôi hỏi câu hỏi số 16. Ông cho tôi biết tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào kinh Kim Cang để tu? Ông không nương vào kinh Kim Cang để tu. Mấy ông thầy đã khôn đó. Chứ ông thầy mà tu nương kinh Kim Cang là tự sát luôn á. Kinh Kim Cang nếu mà đúng theo tu thì Kim Cang á là tội chết. Biết sao không? Kim Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, chết mẹ. Gặp con ma cũng giết, mà gặp ông Phật cũng giết. Kinh Kim Cang biểu dạy cái này, ai dám tu? Thầy dám không? Thầy dám tu kinh Kim Cang không? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Vừa thầy mà vừa xưng tu là Phật một cái là nó giết liền. Cái ông thợ tu Kim Cang giết liền. Dám không? Ai dám tu? Thì mấy người này ta khôn, mấy ông thầy là khôn. Chứ là tu theo Kim Cang là tự sát á, ở tù như chơi á. Rồi sao? Đồng ý không? Tôi đồng ý. Rồi. Vậy cho tôi tiếp tục hỏi ông câu hỏi thứ 17. Ông Nguyễn Nhân hãy cho tôi biết tại sao tu Thiền Tông
tại sao tu thiền thông không giữ giới? Thấy chưa? Rồi. Rồi. Giữ giới là không sát sanh chứ gì. Rồi sao sao để rồi mấy thằng ra ăn trộm mới vô nhà nó hội nó dọn mình hết. Thấy không? Rồi sao? Tu thiền tông đói ăn mệt ngủ mới vậy thôi. Giặt vô nhà đàn bà cũng đánh, mình đàn ông còn đánh mạnh hơn đàn bà. Không giữ giới gì hết á. Mà thiền tông chỉ sống bằng trí tuệ sáng suốt thôi. Cái gì phải thì nói phải, trái nó trái. Đừng đi lấy của người ta, đừng đi nói dốc. Đó là tu thiền tông là vậy thôi, không giữ giới gì hết. Đói ăn mệt ngủ. Bây giờ giữ giới á, đúng 12 giờ ăn trưa ấy. Mà nó đói quá mà 8 giờ đói quá chịu nổi sao? Ăn tàu bậy là không giữ giới. Đói ăn hệt cũ, Trần Nhân Tông đã nói rồi. Đói lúc nào ăn lúc đấy, có vậy thôi. Giữ giới làm chi? Nhà có của phải giữ. Còn họ, nếu mà nó vô nó ăn cắp thì đập nó. Chứ nếu mà ông mà giữ giới là kể như nó dọn hết rồi. Thấy không? Cứ vậy là Thiền Tông mới giải thích vậy, chịu không? Đồng ý không? Đồng nghe rất là thuận lý. Nếu giữ giới là ông sạc kịp luôn á. Vậy ông cho tôi hỏi câu 18. Ông hãy cho tôi biết, tỳ kheo như chúng tôi tu được chánh đẳng chánh giác để được gì? Chánh đẳng chánh giác là tu được thành Bồ Tát. Là cao nhất, cao nhất là Bồ Tát. Thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này, thành Bồ Tát và thành A-la-hán là ở đây thôi. Còn tu thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật, không có chứng gì ở đây rồi đó. Đó phải hiểu là tu thiền tông đi về nhà chưa, hồi đó mình ở bên kia kìa, mình không có tay chân, giờ vô đây ra tìm cái tay chân thì đi, bây giờ có tay chân thì về đi chứ vô đây chứng gì, Bồ Tát hay là A La Hán gì thì cũng phải ở trong này thôi. A-la-hán thì ở trái đất, còn Bồ Tát lên nước Cực Lạc ở trên đó, giữ cửa, giữ nhà cho ông A-di-đà đó. Thấy không? Bồ Tát là giữ nhà cho ông A-di-đà, Quan Âm Thế Chí đang giữ trên đó. Người ta đem xuống trái đất, người ta thờ là sai đó. Quan Âm Thế Chí là trên A-di-đà đó. Phụ tá cho A-di-đà mà, phải trái mà. Còn Thích Ca này là phụ tá là văn thù phổ hiền. Mình phải hiểu cái này. Rồi, đồng ý không? Vậy tôi nghe rất là thuận lý. Vậy ông cho tôi hỏi câu 19. Ông hãy trả lời, ông hãy cho tôi biết tu tứ diệu đế là tu làm sao? Rồi chưa? Tứ là bốn, diệu là kỳ diệu, đế là gì? Đế là đất nước do lửa, là ta gọi là khổ đế. Mình sống này mang tứ đại khổ, cái khổ gì cái thân tứ đại này. Nó đói mà không cho nó ăn, khổ không? Phải khổ. Nghe không? Rồi nó rét không có đồ ấm, nó mặc thì nó khổ không? Cái gì nó muốn mà không thỏa mãn nó thì nó khổ. Tứ khổ đế là chỗ này nè. Khổ đế là gì? Vua, khổ cùng cực á. Chữ đế đi, kêu bằng khổ, khổ tột cao, tột độ, người ta gọi là vua khổ. Nghe không? Thành ra cái tứ diệu đế, tu tứ diệu đế là tu để biết cái khổ cùng cực của thân tứ đại là cái gì? Sanh lão bệnh tử, ba cái khổ đế, khổ cùng cực của thân một con người. Sanh lão bệnh tử, sơn có khóc rồi, lão đi không nổi, chịu không nổi rồi, bệnh đau quá, cũng phải là tử sắp tứ rồi, không biết đi đâu nè, không biết đi đâu nè, khổ không? Tứ khổ đế là chỗ này. Rồi, thầy hỏi tiếp đi. Câu hỏi này rất hay nha, công đức nhiều lắm á. Nếu ai, tôi, ai chịu, nè, ai chịu rất là vỗ tay thì hoan nghênh. Vậy ông cho tôi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 20. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử và Phật tử tu thành Phật? Bây giờ con ông suy nghĩ nè. Cái thời Đức Phật, cái thời đồ đồng, mẹ cái nấu bằng cái đồ đồng, chứ đâu có điện đâu. Vì nói cái này nó không chịu, nó không nghe. À, ông Phật, ông giảng, ông nói bây giờ trời sấm sét á,
là đó là âm dương, điện âm dương đó nẹt. Đệ tử ổng nói, trời ơi, đạo đạo Bà La Môn nói cái là ông Thượng Đế, ông nói, ông điên rồi hả? Thượng Đế làm. Ông Phật nói sao? Nói, thôi, mày là tin Thượng Đế sao tao không giải nổi, để tao giao cho cái thầy Văn Minh nữa nói, nó nghe. Chứ nó điện từ điện trên không gian nó nẹt nhau, nó thành điện mà dạy cho môn đồ, ông chửi ổng nó ông điên, chứ không? Rồi sao? Nếu nó thôi tao không được thì tao giao cho mấy công Văn Minh biết, ông Văn Minh nó hiểu mới dạy được. Vì thế mà cái thiền tông này phải đợi cho người Văn Minh. Nhưng mà Văn Minh 10 người nó chửi 9 người rồi, còn con ông khen thôi. Chính ông bữa nay cũng là cũng tuy chửi nhưng mà có công đức. Khó nhưng mà có công đức. Chưa có ai tạo công đức kiểu này. Còn hơn Đề Bà Đạt Đa ngày xưa chửi Đức Phật. Thấy không? Chính ông hỏi cái này thì tất cả những người này được phát lên thì người ta sẽ hiểu. Tuy hỏi vậy nhưng mà được giải mã rất rõ ràng. Thầy có công đức vô lượng. Yên chí đi, đừng có lo. Rồi hỏi tiếp đi. Như thị. Vậy tôi xin cảm ơn như thị ông đã giải thích những câu hỏi của tôi rất là thuận lý. Vậy từ nay tôi xin được làm đệ tử của ông. Ông có chấp nhận không? Không, không dám. Bây giờ á, tôi cũng có tánh Phật, thầy cũng tánh Phật, thầy bận nhau. Làm đệ tử cái gì? Không được. Huynh đệ, được, ok. Huynh đệ được. Nhỏ, lớn hơn tôi kêu bằng sư huynh. Nhỏ tôi kêu bằng sư đệ. Thấy không? Chứ không có đệ tử. Đây tôi không xài đệ tử. Ở đây nhớ là tất cả người đến đây hỏi, nếu hỏi tôi lớn thì thưa bác nhân, chú nhân gì chứ. Lớn hơn chúng là anh nhân, em nhân gì đó thôi, chứ không có cái vụ, ở đây không có cái vụ thầy trò chứ đâu là. Nhớ là không có thầy trò nha. Thiền tông không có chơi cái danh từ đó. Thấy không? Bởi vì cái danh từ đó là nó nằm cho cái tổ chức của đạo Phật, của này không có, đây nó không phải là cái tổ chức, nó là độc lập. Cái đạo Thiền tông đạo Phật ra đời duy nhất ở Việt Nam có cái chùa thôi nha, không có chùa thứ hai. Trên thế giới không có chùa thứ hai. Thiền tông không được quyền phát triển cái chùa thứ hai. Chùa thứ hai rồi bắt đầu á, nó làm tà bậy, nói tà bậy rồi. Tà khủng đó đi xuống rồi quả ngục quá. Thấy không? Vô thiền tông rất nguy hiểm. Vô đúng thì về, vô sai. Không xuống địa ngục, phải xuống quả ngục. Nó đi vô cái tầng 19 á. Mà trong kinh gọi là hầm lửa lớn á. Rồi ở trong kinh của Đức Phật có đúng rồi, hầm 10 tỷ, là gì? Cái đất này nó 10 tỷ nó mới rã. Vô đó rã rồi, nó rã rồi đi ra, ông thần đó mày còn ở trong đó, giờ đi qua cái đất khác. Thấy không? Dạ thôi, cảm ơn nhưng mà tôi không dám nhận nha, không nhận làm đệ tử nha, mà tôi gọi là huynh đệ. Vậy cuối cùng, tôi xin chúc ông sức khỏe dồi dào để truyền bá chánh pháp của Như Lai cho thế hệ mai sau. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ông rất nhiều. Rồi tôi cảm ơn Đại Đức Vô Lượng. Thấy câu hỏi. Tôi nói là Đại Đức Vô Lượng. Cảm ơn Đại Đức Vô Lượng đã hỏi những câu hỏi gặt hái công đức vô lượng. Rồi, sau mai mốt tìm đi, tìm những đứa con lõi là hay là đây. Tìm cho thêm mới nữa. Rồi chừng nào mà ấy, ông Thích Ca sẽ đến rước không về. Đến đây rước về. Chịu không? Khi mãn, khi lớn ông Thích Ca đến rước về. Rồi. Tôi chịu. Rồi, cảm ơn. Alo. Mời vị kế tiếp Trần Lương Khánh Dương lên tham vấn trực tiếp ạ. Dạ, con kính chào bác nhân cùng ban quản trị chùa và các quý vị Phật tử đang có mặt ở trong chánh điện cũng như là đang xem trực tiếp. Con là Phật tử Trần Lương Khánh Dương, con đại diện cho nhóm Phật tử ở Thất Miền Trung. Con xin có 17 câu hỏi nhưng mà nay thời lượng không cho phép cho nên con gửi 5 câu hỏi, con xin hỏi. Rồi, bác. Con dạ. Hỏi. Câu thứ nhất, dạ thưa bác, người muốn đứng ra giải đáp Thiền Tông phải là người có tâm, tài lực. Tâm nghĩa là phải kiến tánh. Vậy những người đứng đầu Thiền Tông Thất đó nếu như không đủ tâm, tài lực
thì có phải sẽ bị dính vào cái thất, cái danh thiền gia. Cho nên con nghĩ đã không kiến tánh thì nên đừng nên lập thiền tông thất, chứ không thì sẽ không giải thoát được, có phải không ạ thưa bác? À, cái thiền tông thất á, thì trong nguyên tắc á, người nào mà kiến tánh thì mới quản lý cái này, đúng. Còn bây giờ cái thiền tông thất á, thì ông Đức Phật có cho thế này, cách cái chỗ mà công bố quyền ký ra 100 cái số được quyền lập cái thiền tông thất, tụ họp anh em lại để mà làm cái điểm kia bằng trung gian, làm trung gian để mà muốn giống như bây giờ là khi nào mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó ổn định là thì cái nơi nào á muốn làm cái nơi mà kêu bằng tập trung để mà hỏi câu hỏi đó, ví dụ từ trung vô đây nó xa quá thì được quyền ở đó đặt câu hỏi trực tiếp kêu bằng cầu truyền hình lại với cái ban quản trị thì được, chứ không nữa là không được giải đáp nha. Cái thất không được quyền giải đáp, mà nếu muốn giải đáp là thì người ta sẽ cấp cho mình cái bằng anh là một thiền tông sư mà được cái truyền bí kíp thiền tông, giống cái này nè, bắt đeo cái bảng là bằng truyền thừa bí kíp này, ta phải được cấp cho cái bằng này thì mới được. Còn nếu mà không có bằng đừng, còn thiền tông mà không có cái bằng này là chỉ là một cái người gọi là nhiệt tình thôi, không được quyền giải đáp. Hãy hiểu cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ý thứ hai, khi một người đã lập ra thiền tông thất thì tổ chức hoạt động ở trong thất sẽ phải giải đáp hướng dẫn cho những cái người vào sau, thì cái ngã mạn kiến chấp ta là người đi trước, ta có cái bản gỗ rất dễ bị ma vương chi phối, mà người đó thì chưa kiến tánh, tánh Phật chưa mở ra thì vẫn bị cô hồn chi phối, rất dễ rơi vào cái tưởng mà lạc đường. Xin bác cho con hỏi, có một cái lời khuyên thật sự nào cho người lập ra thiền tông thất hay không, nếu như bản thân họ chưa kiến tánh? Nếu chưa kiến tánh, lập ra được với điều kiện là quy tụ để mà tập hợp anh em hỏi thôi, đừng có nói gì hết. Nếu mình nói thì nó thật gì giảng sư rồi, ha, thì không được. Thì gọi là tập hợp phải có cái nơi, nhưng mà có một điều như thế này là phải xin phép chính quyền tập hợp, nguyên tắc an ninh 5 năm tập hợp 5 năm 5 người là phải xin phép rồi, ha. Còn nếu mà dễ giải địa phương nào giải thì dù cái thất nguyên tắc á, cái luật cái thất là phải 10 người thì phải xin phép chính quyền, người ta có đồng ý không? Mà hơn nữa mà nếu mà lập ra cái này á, thì cái chùa Tân Diệu phải hợp pháp mới được. Bây giờ chùa Tân Diệu mới chỉ cho đăng ký hoạt động theo địa phương, chứ không phải cho đi loan ra chỗ khác. Bây giờ muốn lập cũng không được, nhưng mà đợi khi nào chùa Thi Tân Diệu mà kêu bằng nhà nước cho thành lập là một cái đạo thì được. Thì ta ở đây ta mới có cái dấu, ta mới đóng cho mình... cho làm chi nhánh ở đâu, chi nhánh thiền thất chứ không phải là cái chùa. Nhớ là cái chùa không được, chùa thứ hai là không được. Thấy không? Và chi nhánh về cái thất thôi, thất là cái nhà để tập hợp đây là hỏi thôi. Hoặc là truyền thiền có thể truyền tại chỗ được, cầu truyền hình truyền tại chỗ được là cái chỗ này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bé. Dạ câu số 2, một người học thiền tông theo nguyên tắc bình thường là đúng, nếu họ bỏ chuyện thế gian, tri kiến bất lập tri, không nghĩ tưởng theo cảnh trần, chỉ có lo cho gia đình, lo cho tổ quốc và tạo công đức, thì người này có may mắn được kiến tánh không ạ thưa bác? À, nếu là đúng thì dễ kiến tánh. Có nghĩa là cái kiến tánh là tại mình chấp thì nó không thấy thôi, chứ còn nếu mình con đừng chấp mà cái sống trong cái bình thường hoài, có một ngày nó sẽ lộ ra kiến tánh. Những người không kiến tánh là do cái chấp ngã. Chấp ngã là do cái điện từ âm nó phủ gì quá. Còn con đừng kiến chấp là cái bằng đừng có tính gì hết á, tự nhiên có một ngày nào tự nhiên nó thấy bằng cái này, nhưng mà tự mình thấy mình biết thôi. Rồi lúc đó mình thấy rồi mình giải mã được hết cái gì, không có lo cái gì, hỏi cái gì, ai hỏi gì trả lời cái này được. Đó là Phật kiến tánh. Nhớ mà kiến tánh này nó có hai cái loại, kiến tánh Phật và kiến tánh thánh. Kiến tánh thánh là ai? Là mấy cái người mà nhập vong nói này kia nọ là gọi kiến tánh thánh. Thấy không? Trên mạng giờ nói là tôi thành này tôi thành kia là gọi là kiến tánh thánh. Còn kiến tánh Phật là do cái tánh Phật mình thấy ra.
Ta phải chú ý cái chỗ này nè. Vì thế mà có nhiều người nói tôi kiến tánh, mà họ không biết kiến tánh gì. Họ thấy, họ tưởng họ thấy cái cõi âm là họ kiến tánh, không phải vậy. Thấy có ai là cái người âm nó nhập vô thì tần số chung với người ta, nó thấy vậy thôi. Rồi sau đó thì mình cũng thể thành người âm với người ta luôn. Chết chỗ đó đó. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ý thứ hai, kiến tánh của người tu thiền tông bình thường có khác gì với kiến tánh của một vị tổ không ạ? Nếu mà con mà kiến tánh Phật người bình thường ngang hàng với một ông tổ. Nhưng mà ông tổ thì có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền, còn mình không có cái nhiệm vụ này. Là chỉ biết vậy thôi. Giống như con tốt nghiệp đại học mà con đi phụ trách một cái ngành nghề nào của nhà nước á, thì nó có giá trị hơn. Con tốt nghiệp đại học nhưng mà con không làm gì hết. Cứ nghe là một sĩ tử bình thường thôi. Nếu mà con phụ trách cái nghề thì nó có giá trị hơn. Thì ông tổ, ông kiến tánh mà ông có cái nhiệm vụ, ông dẫn mạch nguồn thiền thì nó khác. Còn mình đây kiến tánh, bây giờ tất cả những người mà truyền thiền là họ kiến tánh hết á. Nhưng mà kiến tánh thì tôi nói là chỉ có 3% thôi. Chứ mà mấy phần trăm kia là họ ăn theo. Nhưng mà đừng kiến chấp ngày ông thì đi về được. Còn nếu mà kiến chấp, bởi khi truyền thiền người ta dặn là 12 cái phần đó. 12 phần ở lại là do trong đó có kiến chấp trong đó. Thì thiền tông nó rất dễ tu nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì nó nguy hiểm là cái chỗ là mình không hiểu là nó sai chỗ nào đó, là mình chết chỗ đó. Mà khi mà đưa ra hành lễ rồi nó thấy thì nó không cho về, nó cho mình đi đó, coi chừng cái chỗ đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa, ý thứ ba, người kiến tánh có phải được chính vị Phật giúp đỡ mới kiến tánh được phải không ạ? Hay đó là người phải giữ nhiệm vụ của Phật giới mới được kiến tánh? Kiến tánh này là có hai cái loại. Bất cứ người nào mà kiến tánh rồi mà được ông Phật giao nhiệm vụ, nó khác. Còn kiến tánh mà không giao nhiệm vụ là tự mình ngộ rồi mình giải mã, mình giúp người ta để mình tạo công đức thôi. Còn mà những người mà kiến tánh mà ông Phật phải đi theo cái lĩnh của ông Phật, kiến tánh mà đi theo dòng thiền tông, đi theo cái lĩnh của ông Phật, ông Phật ông đi theo ông từ ngày từ giờ ông giúp mình đó. Mà cái đó là cho mấy ông tổ thôi. Còn thí dụ ở đây mà nhiều người họ hộ thiền đó là họ tự túc đó, để gì? Rồi họ hiểu, họ tìm cách họ nói là cho người khác nghe, họ có công đức. Còn nếu mà kiến tánh mà do nhiệm vụ, có nhiệm vụ là do Phật phải kè mình, phải mới làm được. Còn nếu mà không kè mình coi chừng mình chết. Giống như đứa nhỏ mà mới chạy xe gắn máy, không biết chạy mà phải có người lớn kèm theo, không kèm theo, thả cái té liền. Rồi, hỏi tiếp đi. Và câu hỏi thứ ba, tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, thì khi phát ra tiếng, cái tiếng này có được gọi là pháp trần không ạ? Bây giờ đó, cái pháp trần là cái gì? Còn sống đó, còn cái tứ đại thì còn nói bằng cái cổ họng tứ đại. Mà khi nó ra thì cái tiếng đó nó nói trong cái cổ họng của trung ấm thân. Nó nói bằng điện từ. Đó là gọi là cái pháp trần. Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ, tiếng nói nhỏ. Giải thích là tiếng nói nhỏ trong cổ họng khi con mang thân tứ đại. Tiếng nói nhỏ khi con mang trung ấm thân bằng điện từ. Con vẫn nói. Nhưng mà cái tiếng nói của cái trung ấm thân á, thì tất cả cái cõi âm nó nghe hết. Còn cái thân tứ đại á, khó nghe lắm. Vậy nó, thân tứ đại nó còn nặng nề, nó khó. Vì thế mà tất cả cõi vô hình nó liên lạc, nói chuyện nhau rất dễ. Là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, ý thứ hai, trung ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì ạ? Nó cũng giống như con người mình thôi. Nhưng mà khi mà một tánh Phật mà ở đây, ở trong cái không gian này nè, nó từ đông sang tây, nó đi rồi là cảm ứng đi, bị đi quá nhanh đi. Con suy nghĩ là nó đi một giây là 1.200.000 km. Mà cái địa cầu này mình có 40.075 đường chu vi á. Nếu mà từ đây qua Mỹ thì có 20.000 cây số thôi. Mà nó đi một giây nó tới 1.200.000 thì có nghĩa là vừa nhích ra thì nhớ chỗ kia nó hiện về chỗ kia liền. Nó đi cái tốc độ này.
Gọi là, vì thế mà trong Phật đó là ứng thân, tới liền, à, chứ không phải là đi. Ứng thân, Phật tới thế giới này gọi là ứng thân, nhập ta bà ứng thân. Cũng như ở trên là Phật Thích Ca Trần Bình Lưu, nó muốn xuống đây dễ ở thân, có 50 cái số mà, ứng thân tới liền. À, ứng thân xuống rồi bắt đầu trở về vị trí quan sát nha. Chứ không phải ấy, chứ không phải trả lại ứng thân, có lẽ là nó nhanh lắm, chỗ nào cũng có. Bởi vì ở trong kinh thường thường nó nói là cái máu còn lại ở tim mà trong tay, chỗ nào cũng có máu hết, là chỗ này khắp châu thân mà. Thì ông Phật vào trái đất này cũng là khắp cõi ta bà, ông khắp cõi ta bà, thánh không được cái này. Thánh là mang điện từ âm dương, đi có bằng 1/4 của cái kim thân Phật thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, ý thứ ba, trung ấm thân phát pháp trần thì phát ra ở đâu ạ? Ở cổ họng, ở họng. Cổ họng của trung ấm thân. Rồi. Dạ. Ý thứ tư, pháp trần là lời nói nhỏ của tánh Phật phát ra, mà tánh Phật thì nằm ở trung tâm của não bộ. Vậy thì nó phải phát ra từ tánh Phật rung động phát ra. Thế thì sao bác lại nói là nó lại phát ra từ cổ họng? Bây giờ á, con người ta kêu mắt tai mũi miệng ý thân để làm gì? Chứ nói nó phát cổ họng chứ không lẽ nó phát vào con mắt. Nó phát ra cái thân mình là xúc chạm, phát ra con mắt là thấy, phát ra lỗ tai là nghe. Thấy không? Mắt tai mũi miệng ý thân. Cái ý là cái gì? Là cái tánh đó. Thấy không? Là con người ta lục căn sáu trần. Lục căn mắt tai mũi miệng ý thân tiếp xúc sáu trần, con mắt thấy cảnh, cái lỗ tai tiếng động, cái miệng nếm mùi, cái lỗ mũi mùi hôi, hôi hay là không hôi, phải không? Còn cái thân xúc chạm đó, kêu bằng lục căn tiếp xúc sáu trần. Nếu mà thanh tịnh chính đây là Phật nhân, còn nếu mà phát xúc chạm mà khởi niệm là phàm phu. Nên nhớ chỗ đó. Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri, tức tánh niết bàn. Tánh niết bàn là thanh tịnh. Chữ bổn là cái gốc. Cái gốc anh thanh tịnh hay là cái gốc anh luân hồi là do cái tưởng này nè. Do cái ý tưởng nó đi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu thứ 4. Lớp màng vô minh có phải nói là có 3 lớp, lớp tánh người, lớp nghiệp trong tàng thức và lớp vỏ trung ấm thân phải không ạ? À? Con người ta có 16 thứ. Nó qua cái miệng con cũng, tiếng nói cũng 16 thứ, cái gì cũng 16 thứ. Giống như 16 thứ lớp của cái tánh người. Cái tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ. Mà nó muốn nói là thì trái tim phải bóp, giống như là trái tim giống cái dynamo điện á. Nó phải chạy thì cơ thể mình nó phát ra điện được, thì máu nó lưu thông được, thì cái tánh Phật mình nói nó mới ra được. Bất cứ chỗ nào gì thế mà ra tay thì xúc chạm, ra con mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe, thấy không? Nó mình phải hiểu cái cơ bản này. Còn nếu mà trường hợp mà người ta tu, sở dĩ người ở trên đất này người ta tu là sai. Trên đất này không có, nếu anh tu là anh thành cái này này, anh không giải thoát được. Anh tu thánh thành thánh, tu thần thành thần. Lưu tiên thạch sinh không giải thoát được. Muốn giải thoát đi ra ngoài trái đất và tam giới, về Phật giới. Về Phật giới nó một cực điện từ quang thôi, còn đây về điện từ âm dương nó cuốn hút. Thấy không? Cuốn hút phải trái hơn thua rồi tốt xấu gì đó, nhiều ít gì đó, nó cuốn hút. Về cái nguyên tắc này mà nó mới sanh cái nam nữ vô này. Tiếng Pháp gọi là masculine, là đàn ông, femine là người đàn bà đó, thấy không? Chống đực chống cái đó. Vì thế giới này nó cuốn hút bởi thế giới vật lý âm dương, thành ra nó mới có khổ. Bây giờ muốn thoát khổ thì đi ra ngoài thế giới này, đi về Phật giới, nó không có cái cuốn hút. Ở bên kia thì ai cũng về thì có cái pháp thân, có cái pháp thân để che cái thân, rồi có kim thân Phật để đi, rồi xong, không có làm gì hết đó. Muốn giúp ai thì giúp, không giúp thôi, ẩn vô trong cái điện từ quang. Còn ở đây con nên nhớ rằng, con mà thiếu 1/1 cũng không được. Con
con người mà thiếu một phần cũng chịu không được, thấy không? Từ chỗ ăn, chỗ ở, rồi quần áo, nhà cửa, nó khổ là khổ vậy. Rồi tiếng hơn, tiếng thua, lời quá thiết lại, cái chết là chết, cái vụ cái dư luận này, như cái thế giới vật chất này. Bây giờ nếu mà con buông một cái là con không thấy không có gì hết. Sống ở đây lo làm ăn, có gia đình lo gia đình, có tổ quốc là đừng có tranh giành gì hết, đừng có tu cái gì hết. Con tu thì con mới chết thì chết cái tu nè. Tu để thành cái gì? Thành thánh thì phải con phải đi làm thần thông, sức thần thông. Làm thần thì con phải dùng sức mạnh. Làm tư thì tôi phải là con người nhàn hạ. Cái gì cũng chết, tu cái gì cũng chết. Tu thành Phật về bên không có chết. Tu xây xong tôi về bển là tôi khỏe rồi. Bên đó là một cực ha, nếu là một cực, bên đây là hai cực, phải chịu. Rồi câu hỏi. Dạ thưa bác, ý tiếp theo. Có phải chỉ ai có công đức vô lượng mới phá xuyên được cái màn vô minh không ạ? Bây giờ nguyên tắc á, cái công đức là gì? Công đức và cái lực sáng. Thì đương nhiên là ở trong cái thân con á, thì những cái mà nó hồi xưa con không hiểu là vô minh. Bây giờ nó sáng thì con thấy, con biết hết. Thì tự nhiên con là người trí tuệ lại chỗ này. Bởi vì người có công đức nhiều, trí tuệ càng sáng có chỗ này thôi. Giống như con học nhiều thì con là cái người hiểu biết nhiều. Con không học thì con người không hiểu biết. Công đức vô thì nó phá cái kia, phá cái tối. Còn con học mà con không học là con nó không biết là nó tối. Con học là vô nó phá, nó thành sáng, nó vậy thôi. Chứ vô là không, minh là sáng, không sáng. Ta nói là con mình mê, con người mình là vô minh là tại của mình không có sáng thôi. Chứ còn có công đức thì tự nó sáng. Trong nhà con không có đèn nó tối, có đèn thì nó sáng, có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu số 5. Lục ấn đường là 6 lỗ trước trán. Mong bác chỉ cho chúng con biết được vị trí các lỗ này. Người đời hay gọi con mắt thứ 3. Vậy thì thiên mục là mắt thứ mấy trong 6 lỗ đó? Bây giờ nè, thần, thánh, tiên, đạo vĩ, nó nằm ở trong này. 10 ấn đường làm sao là thùy chẩm, là cái hút vô á. Hai thế dương này nó phát ra nè, trên cái đỉnh đầu nó phát ra nè. Còn cái này là nó thấy á. Bà gọi là ta loại con mắt thứ 3, thì thật nó 6 lỗ trong đó đó. 6 cái lỗ, trong đó có ông Phật nè, ông thần, ông thánh, tiên, ngạo quỷ. Mà ngạo quỷ này nó có nhiều cái loài, nó chiếm tới 2 lỗ rồi. Ngạo quỷ thiền nó chiếm khác, ngạo quỷ ác nó chiếm khác, cũng bằng con cái này, cũng bằng cái con cái mắt thứ 3 này. Mà ta gọi là mắt thứ 3 chứ chị thầy. Mắt thứ 3 này là nó tới 6 lỗ. Trong đó nó có rồi một cái lỗ để cho cái tánh Phật của mình thấy. Nha. Còn nếu cái tánh Phật mình thấy không nổi đó thì một kim thân Phật nó phải ẩn vào trong cái thùy chẩm này. Nó nhập vô trong cái tánh Phật của mình đó, rồi nó phát cho nó mạnh. Đó thì nó cũng phát ra từ cái lục lỗ ấn đường này. Đó, cái này thì nó hơi tế nhị, khó hiểu lắm. Nhưng mà khi nào con mà được cái gì đó, con nói thì bác sẽ chỉ cho con. Chứ giờ tổng quát không nói được. Có người ta khôn vậy, cái bằng mê tín gì đó là do cái này nè. Do cái lỗ này, 6 cái lỗ này. Nghe không? Bởi vì con cũng thấy. Tại sao con thấy cái tượng Phật này, con nói linh. Thì ông Thánh, ông thấy nó tên linh. Ông Phật, cái này không phải. Phật là gì? Sáng suốt, không có dệt. Còn ông tiên thì ông nói cái này đó là nhàn hạ. Có nghĩa là theo cái gì thì theo cái hình thức của nó. Nó khó cái chỗ này. Nhưng mà muốn giải mã cái này, con thấy được cái gì cô nói thì chú sẽ giải thích cho con này thì hiểu được. Đó. Còn nếu mà không hiểu cái này thì giải thích cái đạo nó sai. Vì thế mà ta không hiểu mà ta mới tu. Vì không hiểu mới tu. Tu là bởi vì bác mới nói thường là tu là bị nhân quả. Câu đó chưa ai dám nói. Mà bác phát này là từng lễ. Nhiều người muốn khử. Mời tới chùa. Tôi dám nói là tu là bị nhân quả. Giờ con suy nghĩ là
giáo lý này có dám ra không? Nó nói, đây là tôi nói một phần nhỏ thôi. Giáo lý mà nó ra tôi nói trắng bóc hết. Tôi dám không? Con mà con đọc cái giáo lý là con biểu lại, con không lại. Con biểu cúng không cúng. Rồi sao? Bây giờ mới nghe sơ sơ mà còn bỏ ra, phải không? Còn nếu mà con nghe giáo lý rồi, dẹp hết. Ông Thượng Đế đâu tôi biết, nhà ông ở đâu luôn. Tới vậy đó. Con là con biết rồi. Chính ông Phật Thích Ca tôi cũng biết ông ở đâu, giờ hiểu ông ở đâu, tôi biết hết. Con còn gọi là con người trí tuệ sáng suốt rồi thì hoàn toàn không mê tín dị đoan nữa. Mà dân Việt Nam mình mà không mê tín dị đoan là sao đây? Còn cái gì nữa không? Còn ai tu nữa không? Cái câu này cái câu này đó rất đơn giản để mà nó cực kỳ khó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin dừng ở đây. Con cảm ơn rồi, bác. Cảm dạ, ơn con hỏi. Alo. Mời vị kế tiếp Nguyễn Thị Hồng Duyên lên tham vấn trực tiếp ạ. Thưa Thầy, con là Nguyễn Thị Hồng Duyên, sinh năm 2005 ở Quảng Ninh. Hôm nay con có vài câu hỏi xin tham vấn trực tiếp Thầy. Đầu tiên là, thưa Thầy, con có nghe Thầy nói chỉ có pháp tu vật lý mới có giới luật. Tại sao vừa qua Ban Quản trị Thiền Tông lại đưa ra 16 giới luật? Nếu người tu Thiền Tông mà phạm một trong các giới luật trên thì có được giải thoát không ạ? Cái này không phải là cái giới luật mà vi phạm này không về Phật giới. Không, con hiểu lộn. Có nghĩa là con được truyền thiền mà con vi phạm cái này là con không được về. Không bắt con giữ. Con đừng có làm. Bây giờ, ví dụ bây giờ con nói ra, tôi, bà già, ông già, con nói là cấm con hút thuốc, không hút thuốc. Nhưng mà con không hút thuốc rồi con có giữ không? Tôi đâu có làm này đâu. Vì thế mà thiền tông làm được cái này, tôi không có giữ giới vậy. Tôi không làm, giữ chi? Thấy không? Có phải hiểu này, Thiền Tông không bắt giữ giới nhưng mà vi phạm cái này là ở lại, chứ không phải giữ giới. 12 cái này phạm ông thần không cho về, vậy thôi, chứ không phải giữ giới. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn ạ. Câu tiếp theo là, thưa Thầy, con thấy thực trạng hiện nay có một số người khi gặp được pháp môn Thiền Tông, họ tiếp nhận liền, có lúc kiểm thiền để cấp chứng nhận bí mật Thiền Tông hoặc thiền gia. Họ đều có những bài diễn đàn rất hay để khẳng định mình ngộ thiền một cách xuất sắc. Nhưng không hiểu sao, một thời gian sau, họ lại quay lại tu các pháp môn khác. Thậm chí có người còn phản thầy. Có phải vì họ quá nhiệt tình nên bị thập loại thánh để dẫn đến phá pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông không ạ? Ban đầu họ thấy này, họ vô, họ thích. Ông Thánh dẫn ông vô. Vô là lấy được rồi, lấy ra, ông Thánh dẫn ra. Cái người mà vô mà thử sật bằng vô bằng công đức thì không phản. Mà cái người mà vô bằng cái thánh nó xúi vô nó lấy được là nó ra là vậy. Cũng như giống như con vô nhà ta, con lấy được đồ con đi ra, còn nhà con không có lấy. Nếu mà sự thật con hiểu cái này mà con đi theo là cái nhà con đó, cái thiền tông này của con á. Còn cái mà con vô mà không, cái thiền tông không phải của con mà con phải lấy cái này, là ở ngoài nó xuống vô lấy được đi ra, vì nó có chuyện mới phản chê chửi cướp tiệt tiêu là cái chỗ này nè, thiền tông. Rồi hỏi tiếp đi. Con hiểu rồi, con cảm ơn ạ. Tiếp theo là, thưa Thầy, con thấy hiện nay có một số người tu theo pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông, họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền Tông được phổ biến rộng khắp, họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại, có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có giải thoát được không ạ? Không,
Nếu mà nên nhớ là bởi vì con ở lại thế gian này người ta làm cái gì, người ta gọi là liên can. Con giúp người ta mà phạm pháp cái gì đó mà con giúp người ta con bị liên can thì có giống tội nhau. Còn con không có liên can thì không ăn thua gì. Con nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt, mà giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Là ai quản lý con? Là ông thần quản lý. Ông thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà ông nguyên tắc ông không nói, không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn. Câu cuối cùng con muốn hỏi là, thưa thầy, có người giúp đỡ người khác tu theo pháp môn Tiền Thông, nhưng một thời gian sau người được giúp kia không còn mặn mà với pháp môn Thiền Tông nữa, thậm chí họ quay lại tu các pháp môn khác hoặc quay lại phá, thì người giúp đỡ những người đó có công đức không, hoặc là công đức có bị bôi đen không ạ? Không. Cái người chủ trương bị cho con người kia, người ta vô tình ta không bị. Ban đầu con giúp người ta hiểu, tự nhiên con không công đức thôi, rồi sao không nói. Còn cái người mà hiểu rồi đó, mà họ làm sai làm trái là do họ đó, chứ người kia không biết. Trừ trường hợp mà con đi theo thì bị. Đi theo cái người làm sai con bị, còn con không làm sai thôi. Mình cái bằng vui vẻ mình giúp người ta, mà bây giờ người ta không theo. Mình có cái công đức từ cái lúc mình giúp đỡ. Còn khi ở chuyện người ta làm thì chuyện của người ta, thấy không? Lúc nào thì tính lúc nấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn, con hết câu hỏi rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn con hỏi. Rồi hết. Alo. Buổi giải đáp chiều ngày hôm nay xin dừng tại đây. Các câu hỏi còn tồn lưu thì để kỳ sau đọc tiếp đó.